Bạch Thương Bổn Tịch Thiền Sư, tổ thứ hai trong tàu đạo 840-901, sư học quyền hiệu Bổn Tịch, quê ở Bồ Điền, Tuyền Châu. Lúc nhỏ sư chuyên học nho, năm 19 tuổi sư lên núi Linh Thạch ở huyện Phước Đường, xuất gia. Đến 25 tuổi ở giới cụ túc, bản hiệu Hàm Thông, sư đi tham vấn thiền tông. Trước khi đến Động Sơn, tham vấn thiền sư liên giới. Động Sơn hỏi, tàu lê tên gì? Sư thưa, Bổn Tịch. Động Sơn bảo, lại nói lên trên. Sư thưa, chẳng nói. Động Sơn hỏi, vì sao chẳng nói? Sư thưa, chẳng tên Bổn Tịch. Động Sơn gật đầu, từ đây sư vào nhập chứng. Tại sao hỏi tên gì? Nói tên Bổn Tịch. Thì nếu nói lên trên, nói lên trên nói cái gì? Nếu nói lên trên là nói gì đây? Cho nên Ngài đã chẳng nói. Nhưng mà ở đây nói lên trên không phải là không có lý thú, phải không? Nhưng mà cái trên nó nói được không? Cho nên nó chẳng nói. Nó vì sao chẳng nói? Chẳng tên Bổn Tịch. Vậy cái đó nó không tên mà làm sao mà nói được? Mà nói thì tức là nó không phải tên Bổn Tịch. Bởi vậy xin Động Sơn gạch đầu mình đúng số 1. Tuy theo hầu Động Sơn mấy năm, một con khi đến từ xã đi nơi khác, Động Sơn mặc truyền không chỉ lại hỏi đi đến chỗ nào. Sư thưa, đến chỗ không biến dị. Chứ không nha, đến chỗ không biến dị. Động Sơn bảo, chỗ không biến dị lại có đến sao? Sư thưa, đến cũng chẳng biến dị. Như vậy, biến dị tức là đổi dời. Hãy đi tới đâu? Đi đến cái chỗ không đổi dời. Chỗ không đổi dời chỗ nào? Nó là không đổi dời. Thì nếu có chỗ thì phải đến. Cho nên Ngài Đạo Sơn vẽ lại. Chỗ không biến dị lại có đến sao? Thì nó đến cũng không biến dị, cũng chẳng biến dị. Đó là chỉ nói cái mục đích của Ngài. Khi đi đến tàu khê lễ thác đỏ, về các quỷ, chúng nghe dân sư tìm đến thỉnh sao pháp. Vì ngưỡng mộ lục tổ, sư đặt tên núi là Tàu Sơn. Thời gian sau bị giặc loạn, khi dời về huyện Nghi Huỳnh, có người cư sĩ, chúng ở nhà Hà Vương, theo sư trụ trì, sư đổi tên là Hà Vương Hà Ngọc. Nơi đây gió quá thịnh thoảng, học giả các nơi đua nhau kéo đến, không chỉ Động Sơn được sự sở. Khi dạy chúng, tình phàm khiến thánh là khóa kính đường quyền, hẳn phải hồi hổ. Người lấy chánh mạng thực phải đủ ba thứ đọa, một là phi ma đối giá, hai là bất đoạn sinh sát, ba là bất thọ thực. Khi ấy trù của ngạc hỏi, khi nào đối giác là cái gì đọa? Khi đó là loại đặc đọa, thì có chỗ nó sa môn đọa. Cái bất đoạn tinh sắc là cái gì đọa? Là tùy đọa, cái chỗ gọi là tùy loại đọa. Bất thọ thực là cái gì đọa? Là tôn quý đọa. Qua mấy cái này quý vị nghe dễ hiểu không? Mở đầu, Ngài nói mình còn có cái tình thần, có cái kiến giải thánh, thì đó là phá kính đường quyền, tức là không thế nào thể nhập được con đường quyền. Bởi vậy cho nên phải hồi hổ, đừng cứ mắc kẹt bên phàm, bên thánh. Nhưng bây giờ nói, người tu phải lấy chánh mạng thực, và muốn chánh mạng thực phải đủ ba cái đọa, một là phi ma đế giác, hai là bất đoạn tương sát, ba là bất thọ thực. Bây giờ ba cái đọa đó giải thích cho quý vị thấy. Cái đọa thứ nhất là phi ngao đế giác đọa, thì hỏi thì tôi đáp là loại đọa. Tại sao loại đọa? Chữ loại là dị loại, dị đọa là rơi, rơi ở trong dị loại. Thường chúng ta luân hồi trong lục đạo đó, gọi là dị loại. Dị loại tức là mỗi nơi mỗi loài nó có khác nhau. Loài người thì không phải là Atula,
Atula thì không phải chi thiên, còn Atula thì không phải là ngạ quỷ thì không phải là súc sanh, vân vân. Mỗi nơi nó đều khác nhau, vì vậy cho nên gọi là loại đọa đi ở trong lục đạo. Nhưng mà các phàm tình của chúng ta tu á, thì ai cũng muốn tu làm sao để thoát khỏi luân hồi, mà luân hồi tức là ra khỏi lục đạo, phải không? Nhưng mà ở trong đây thì Ngài nói phải đi ở trong lục đạo, gọi là mang long đổi sừng, là việc trong dị loại. Bởi vậy cho nên người tu thì với cái tâm niệm thông thường lúc nào cũng mong thoát ly sinh tử, ra khỏi dòng luân hồi. Nhưng trái lại các cái bậc đại căn đại trí thì người ta bảo phải đi ở trong cái đường đó. Cho nên cái câu mà giải thích cái loại đọa này, tùy hành hạnh xuất sanh, tùy hành hạnh xuất sanh mà chẳng bị quả báo xuất sanh, nghĩa là sao? Thì đi ở trong lục đạo mà không phải bị quả báo của lục đạo. Nói cách khác, tuy là đi ở trong dòng luân hồi mà không phải bị cái nghiệp luân hồi, như vậy là sao? Nghĩa là mình lăn ở trong đó vì độ chúng sinh chứ không phải vì nghiệp chết. Như vậy thì do cái tâm muốn độ tất cả chúng sinh lăn lộn trong luân hồi mà không phải vì cái nghiệp nó lôi cuối trong lôi kéo trong luân hồi, cho nên không bị nhiễm. Còn mình đang bị cái nghiệp cho nên mình nhiễm, phải không? Lôi tới đâu thì nhiễm tới đó, lôi tới đâu thì nhiễm tới đó. Còn các ngài đi trong luân hồi mà không nhiễm luân hồi thì đó là đi trong dị loạn. Như vậy thì đi mà không nhiễm thì đi làm chi? Nếu không có như vậy thì làm sao gọi là độ sanh, làm sao gọi là hạnh Bồ Tát, phải không? Nếu tu làm cái giải thoát mất rồi, như mà làm tôi hay nói, nếu mình tu mong được giải thoát thì hiện tại đây á, mình có thọ ân của đàn na thí chủ, ân cha mẹ, ân thầy tổ hay không? Mình giả sử thầy tổ thì có thể đi trước mình, còn cha mẹ, đàn na thí chủ đã thọ rồi, không lá rồi mình vượt ngại. Tôi là cái giả thoát nhất ở đây mặt với nhiều lần gì lạ. Thì như vậy có phải là ăn gian không? Bởi vậy cho nên với cái tâm từ bi thì quy trong lực đạo mà độ chúng sinh, chứ không phải rồi là trốn, rồi là một mình đi mà ai ở đây ở, không phải vậy. Vì vậy mà nó phải đi trong dị loại, mà đi trong dị loại đó gọi là tùy phi hành hạnh thức sanh. Nói thức sanh là đại diện thôi, mà tránh bị quả báo thức sanh. Đó là cái đặc biệt. Như vậy nó thấy cái sức mạnh nó không phải là cái lớp duy quan. Nghe nó tu cầu giải thoát rồi mình tưởng đâu là tu hiếp cho giải thoát rồi cái mình thảnh thơi tha hồ thiên hạ làm gì mặt họ, thế gian đi bảo kệ họ, không, mình giải thoát thôi. Thì đó là cái yếu đuối, đó là cái tinh thần tiêu cực. Vì vậy mà loại đọa đây không phải là mình bị nghiệp mà đọa làm xúc tâm. Bởi vậy mấy chú mới nhớ ngày Nam Cường khi mà sắp chết thì ngày nói sao? Sao ta sẽ làm con sâu, phải không? Giờ có người ông chỉ trả lời con muốn gặp Hòa Thượng phải làm sao? Thì biết mang theo đất cỏ, phải không? Đó. Rồi ngày Quy Sơn thì nói là ta chỉ chết sẽ làm con sâu, phải làm con sâu dưới nhà đàn diệp ở dưới núi, phải không? Rồi trên lưng có đề của hàng tử Quy Sơn tăng linh hiệu. Như vậy nói con sâu là phải hay nói Quy Sơn tăng là phải? Thì như vậy đó là nhắm về cái gì? Tức là cái loại thỏa này, phải không? Nếu không hiểu cái này thì mấy chú nghe nháo, tại sao mình tu tới thành cổ rồi mà còn phải đọa làm con sâu, phải không? Như vậy thì nghĩa là nói loại đọa là đi trong dị loại mà độ chúng sinh mà không bị nhiễm, không bị buộc ở trong dị loại. Đó là cái tinh thần người cứu thế của các vị. Như vậy đó mới loại đọa, không phải là bị nghiệp mà là chính cái đại bi tâm phải thực hành cái đó.
hay là tùy xứ đọa. Tùy xứ đọa tức là bất đạm sinh sắc đó, phải không? Đó là tùy đọa, nói cho đủ là tùy xứ đọa. Tùy xứ đọa làm sao? Nói rằng nếu mà theo thân đuổi sắc, cảnh thì cảnh giết sinh sắc. Nếu mình chạy theo tiếng, mình đuổi theo sắc thì mình mắc kẹt nơi tiếng, mắc kẹt nơi sắc. Còn ở đây cũng ngay trong cái sinh sắc đó, mà thấy sắc, cảnh can hệ đến sắc, nghe tiếng cảnh dính dáng của tiếng. Cho nên cái câu kiến sắc phi can sắc văn sinh bất thị sinh. Như vậy thì với cái người yếu đuối thì nói rằng thấy sắc nghe mình nhiễm, nghe tiếng nghe tâm mình động, phải không? Nhưng bây giờ thôi, nếu mình sợ không dám thấy sắc, không dám nghe tiếng thì trốn ở đâu để khỏi thấy? Ở đâu không có sắc, ở đâu không có tiếng? Chuyện thế gian là sắc tướng, là thanh âm, làm trốn đâu được. Cho nên ngay nơi sắc tướng thanh âm mà không dính nơi sắc, không can hệ nơi sắc, không dính nơi giới tiếng thì đó gọi là tùy xứ đọa. Bởi vì ngay nơi cái âm thanh sắc tướng đó, tùy xứ đó, gọi là tùy xứ tức là ngay như chỗ đó mà mình không dính, mình không kẹt ở đó gọi là đọa. Chứ đọa là ở ngay nơi đó mà không dính không kẹt nơi đó. Đó gọi là thấy sắc chẳng can sắc, nghe tiếng chẳng dính tiếng. Thì như vậy, cho nên mấy chú mới thấy hồi xưa các ngài hay nói, thì nói sao như sau này ngài đạo giai có nói câu đó, nói gì mà trầm qua trên đó đó, à ngộ sinh ngộ sát như thật thượng tài hoa. À, như vậy đó thì ngay nơi gặp thân gặp sát mà giống như hoa trầm trên đá vậy. Rồi kiến là ơi kiến danh, nhìn nhãn chung trước tiếc là thấy danh với lợi giống như là hạt bụi nó rớt trong con mắt, sống khó chịu. Còn mình thấy nó là sao? Thấy như mèo thấy mỡ, thấy rằng rồi nước miếng ở kia thấy thì như bụi rớt trong con mắt. Thì đó là cái ý của người xưa để chỉ chỗ tùy xứ đọa ngay trong thân sắc mà không kẹt thân sắc, chứ không phải trốn thân sắc. Nhớ vậy đó, ngay trong thân sắc mà không đọa thân sắc, không kẹt thân sắc, chứ không phải là trốn thân sắc. Đó là cái đọa thứ hai. Đến cái đọa thứ ba thì gọi là bất thọ thịt. Rồi bất thọ thịt gọi là tôn quý đọa. Tại sao gọi là tôn quý đọa? Chữ tôn là tôn trọng, quý là quý kính, tức là tôn trọng quý kính mà kẹt mà rơi. Bởi vì như mình tu thường thường á, nói rằng mình đang ở bên cái bờ sinh tử, mà bờ sinh tử là cái bờ đau khổ, phải không? Bây giờ phải cố làm sao qua đến cái bờ niết bàn, bờ niết bàn thì chọn an lạc. À, như vậy thì đứng ở bên bờ sinh tử, nhìn bờ niết bàn, chỗ niết bàn thì có mình quý không? À, chỗ này mình sợ, mình khổ đau cho nên mình sợ, mình chán, thì chính chỗ niết bàn chỗ mình quý trọng. Mà nếu mình còn có cái chỗ quý trọng đó thì đó là mình còn rơi một bên. Cho nên đây mới nói thọ thịt là việc thời nay, không thọ thịt là việc bên kia. Nếu chấp bên kia chưa khỏi rơi trong tôn quý, thọ thịt là việc thời nay. Cái thịt này không phải là ăn mà cũng là ăn, không phải ăn bằng miệng mà ăn bằng cái gì? Mình chưa nhớ có cái gì thịt, đoạn thịt, cái gì thịt nhớ? À, xúc thịt. À, con mắt thấy sắc đó cũng là ăn, tai nghe tiếng cũng là ăn, phải không? Mũi ngửi mùi cũng là ăn. Tất cả sáu căn tiếp xúc với sáu căn đều gọi là có cái xúc chạm, đều gọi là ăn. À, thì như vậy ngay cái sáu căn tiếp xúc với sáu căn đó mà mình dính mắt ấy, gọi là thọ thịt. Và thọ thịt là nghiệp bên bờ sinh tử. À, còn sáu căn mà tiếp xúc sáu căn mà không dính mắt ấy, thì gọi là gì? Là không thọ thịt. Đó là bờ niết bàn. Thì bài kinh gì mình học không? Ở Trung Quán đó, phải không? Là tất cả không thọ,
không bảo người ta bảo tâm trực diệt là trực diệt thì niết bàn đó. Như vậy cho nên á không thọ được trực diệt bên kia là niết bàn, còn nếu mà thọ được tức là được bên này là phật tử. Mà nếu mà chấp bên kia tức là chấp cái niết bàn là cái chỗ để mình an trú thì chưa phải rơi trong tôn quý. Như vậy đó là đọa tôn quý hay là tôn quý đọa. Bởi vậy cho nên ở đây có cái câu chẳng mặc đồ chân bảo lại mặc áo hắc sơn, nghĩa là đạt đến cái chỗ cao siêu hết rồi mình đến niết bàn mà không trụ không tiếp niết bàn đó, mà vẫn lăn ở trong luân hồi mà giáo hóa chúng sinh, cho nên gọi là mặc áo hắc sơn. Còn cái chỗ khác thì gọi đó là đầu so mặt đất. Là tuy đến chỗ hoàn toàn thanh tịnh rồi mà vẫn lăn vào trong cái trần thế để thành cái đầu cho mặt đất, thì chính trong tiền tông cái thế giới nhập được cái Phật giới rồi, Phật giới rồi phải sao nữa, phải trước và ma giới đó, đó là cái này. Chứ còn mình nhập Phật giới rồi mà an trụ Phật giới thì chưa phải gọi là mắc kẹt trong tôn quý. Thì như vậy mới chứng thấy ba cái đoạn này là một sức mạnh phi thường của người tu thiền, phải không? Tu thiền là phải tiến đến cái đích giải thoát, nhưng mà đích giải thoát không phải chỗ mình trụ mà phải lăn lại trong luân hồi giáo hóa chúng sinh, chứ không phải trụ mãi chỗ đó. Nếu trụ mãi chỗ đó thì bị cái lỗi gì? Lỗi là cầm không thể tới chết, phải không? Như vậy thì ba cái đoạn này hiểu cho thật rõ thì mới thấy thực là hay. Các ngài đưa lên cái chỗ cao nhất của thiền của người tu. Nên ta hỏi ngũ vị quân thần chỉ biết khi giải thích chánh vị là không giới, thiên hay không vật, thiên vị là sắc giới có hình vạn tượng, chánh trung thiên là trái lý theo sự, thiên trung chánh là hòa sự vào lý, thiên giới bằng ứng chánh duyên chẳng rơi vào các hiểu, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, chẳng chánh, chẳng thiên. Cho nên nói đại đạo hư huyền, không mắt chân tông. Chuyên đức từ trước suy xét một vị này rất diệu, rất huyền, phải xét kỹ chuyện rõ. Thì cái đoạn này hôm trước đã giải thích trong cái chánh thiên rồi. Nhân là chánh vị, thành là thiên vị, thành hướng nhân là thiên trung chánh, nhân thị thành là chánh trung thiên, quân thành đạo hiệp là thiên giới. Ta hỏi thế nào là quân? Sư đáp đức diệu trên hoàng vũ cao sáng khắp bầu trời. Quân tức là chỉ cho vua, vua tức là chỉ cho chánh vị, mà chánh vị thì nó trùm khắp, nó không có nơi chốn. Ta hỏi thế nào là thần? Má linh hoàng đạo thánh trí chân lại quần sanh, đó là cái diệu dụng. Thần là chỉ cho thiên mà cũng chỉ cho cái diệu dụng. Thế nào thành hướng vương, tức là bên dụng mà hướng về thể, không rơi những đường khác lắng tình nhìn mặt vua, à, tức là không có hướng đường nào khác mà phản hướng về thể, từ dụng đi về thể. Thế nào là quân thị thành, dáng diệu tuy chấn động, bước sáng vẫn không thiên, đây là thể hướng về dụng. Dáng diệu phi chẳng động, đó là chỉ cái thể, đuối sáng vẫn trong thiên, đó là chỉ dụng. Thế nào là quân thành đạo hiệp, hồn nhiên không trong ngoài, nhưng hòa trên dưới yên, tức là quân thành đạo hiệp thì lúc đó không còn có thiên, không còn có chánh riêng, hay là không còn sự riêng lý riêng, mà dung hợp tất cả. Sư lại bảo, lấy quân thành thiên chánh mà nói, chẳng cho phạm ở giữa, cho nên thành khen vua, không dám có lời chê bai ấy vậy. Đây là tâm yếu pháp của ta kể rằng. Như vậy thì cái tâm bào động mà luôn luôn lấy cái việc hồi hổ, không cho mắc kẹt ở một bên. Học giả tiên tu thích tự tâm, mạc tương trên tế tạc mang không, diệu nhân thể tận chi phương túc, lực tại phùng duyên bất tá trung, tích lũy tịch giao yêu bất tiếc, tiền hành tu giữ cổ nhân đồng.
Ngô tự ngô thân là thủy chung, tạm dịch. Ngọc giả trước cần hiểu tự tâm, tế đen trên tế lãnh hoang không. Tộc thể diệu linh biết sức chạm, sức tại phùng duyên chẳng mượn chung. Thốt lời cần phải thiêu chẳng đến, thầm đi nên với cổ nhân đồng. Không thân có việc siêu đường tẻ, không việc không thân là thủy chung. Với câu thì chỉ có hai câu sau là khó hiểu nhất. Nói học giả trước cần phải hiểu cái tâm của mình, mà khi hiểu cái tâm mình rồi thì chớ đem chân tế lãnh ngoan không. Chân tế là cái gì, ngoan không là cái gì? Chân tế là cái mé chân thật, là chỉ cho cái thể chân thật thanh tịnh của mình đó. Mà cái đó nó không phải giống như cái con ngơ của hư không, phải không? Thì cũng mang không, mà chỉ cho cái con ngơ. Cái chân tế tuy nó không tất cả các cái tướng, tất cả các cái động, nhưng mà nó không phải là không như không. Đó. Nếu mà hiểu nó là như không là tạch. Tạo thể diệu minh biết sức chạm, sức tại cùng duyên chẳng mượn chung. Cái thể diệu minh đó nó phải cùng tộc, mà khi cùng tộc rồi không phải không biết gì hết, mà vẫn có thấy, có nghe, như là ở sáu căn vẫn phát sáng. Thì vậy cho nên biết xuất chạm. Sức của nó là khi gặp duyên, duyên thì nó khởi, gặp duyên thì nó hiện, chứ không có mượn ở bên nào ở giữa. Thốt lời cần phải tiêu chẳng đến, thầm đi nên với cổ nhân đồng. Nghĩa là mình nói ra là gì, đừng để cho nó mắc kẹt. Bởi vậy cho nên nói là thiêu chẳng được đó. Nói ra thì không có dính dáng, không có mắc kẹt, nói như không nói. Hầm đi tức là ứng dụng tôi thì phải đúng với cái đường của cổ nhân, chứ đừng có đi sai, đừng đi lạc. Không thân có việc siêu đường tẻ, không việc không thân lạc thủy chung. Thì như vậy hai câu này câu nào cao hơn? Không thân có việc siêu đường tẻ, với không việc không thân lạc thủy chung, cái nào cao hơn? Không thân mà có việc thì hết cái mà còn cái, còn không việc không thân là hết luôn, mà tại sao lại lạc thủy chung, còn kia lại siêu đường tẻ? Bởi vì người tu chúng ta có cái quan niệm sai lầm, khi mà thấy thân như quyển như quá thì đó là có thân không thân. Như quyển như quá nó có thiệt, nó không thiệt cho nên nó không thân. Nhưng mà nếu không thân, bây giờ nó thân khác kỹ thân mình như quyển, mà thân mình như quyển là thân người cũng như quyển, phải không? Như vậy thì người khổ mặc họ là quyển làm chi, phải không? Như vậy thì biết quyển hồ thanh tai, chờ chết trên phòng, hoài cái quyển là rồi. Thì như vậy, không thân, rồi không việc. Mà đâu có làm, mà có việc hết. Đâu giờ mình biết không thân, thân như quyển quá, mà chúng sanh mê, thấy thiệt, cho nên họ khổ. Mà họ khổ thì mình phải làm sao giải khổ cho họ. Thì đó, tuy không thân mà vẫn có việc. Thì như vậy mới siêu được vẻ, tức là mới không kẹt ở cái quan niệm thanh tai. Thế còn sống mà mình không thân không nghĩa luôn thì lạc thủy chung, tức là có đầu có đuôi, đó là đẹp. Mình hiểu vậy mới thấy cái ý của cái đoạn này. Vì vậy cho nên tinh thần thiền tâm nó siêu thức, nó không cho mình kẹt ở bên nào hết, kể cả mình thiết bạc nó kẹt. Rất là nhiều người ta không hiểu rồi cứ nói thiền cao mới cao sao. Chính đây là tinh thần mà gọi là tối thượng thừa, là không cho mình đi tu rồi tới cái chỗ an lạc rồi thụ với đó, trụ đó để hưởng, không có bằng niệm đó. Mà phần nhiều mấy chú thấy thiên hạ tu thích hưởng mà, phải không? Đời khổ quá, tu cho thấy khổ không? Phải không? Muốn thấy khổ không? Vậy muốn thấy khổ thì phải tu, nhưng mà rồi bắt mình đi không được đạo nó buồn chứ. Nhưng mà mấy chú nghĩ, nếu Bồ Tát đi không được đạo buồn không? Khổ không? Phàm tình mình đi trong lục đạo thấy cái gì cũng thiệt, thấy cũng biết khổ. Còn Bồ Tát đi trong lục đạo các ngài nó cũng khổ, phải không? Như vậy thì
chính cái đó mới là cái sức mạnh, cái đó mới là gọi là tinh thần tích cực của đạo Phật. Nghĩa là phải dẹp hết những cái gì trói buộc để không cái nghiệp mê lầm. Nghiệp mê lầm dẹp hết, nhưng mà không an trụ cho an lạc. Nghe hết cái đó rồi lăn ở trong cái đau khổ của chúng sinh và làm để cho họ. Bởi vậy cho nên tới cuối cùng thì ông già ở trong am tăng rồi phải mở cửa cách bồn rượu cái chép đi cho chồng vợ. Đó, gọi là nhập ma giới. Chứ không sao mà ngồi ở trên núi thanh tịnh mình nữa. Chỉ vậy mới thấy cái tinh thần này. Vân mô mãi thế nào là hạnh phúc môn? Khi đáp, ăn lúa mạ với thường trụ ấy vậy. Liền khi ấy, đi thì sao? Như là chứa được trăng, chứa được. Như làm sao chứa? Mặc đi ăn cơm có cái gì khó? Sao chẳng hết mang lông đội trừng? Vân môn lễ bái. Dễ hiểu không? Sao vậy? Đây nè. Nói thế nào là hạnh phúc môn? Hồi nãy cái mang lông đội trừng đó, khi mau đấy á cũng gọi là sa môn hạnh à. Bởi vậy cho nên ngài đáp ăn lúa mạ của thường trụ ấy lại là con trâu con bò ăn lúa mạ đó gọi là khi mau đấy á, nghĩa là nói cái hạnh sa môn là cái hạnh đạt đến cái chỗ cứu kính rồi phải lăn lại trong lục đạo đội chúng sinh mới là hạnh sa môn, chứ không phải nói tôi nó chạy cực lạc hưởng ở bên đây mặc ai sao sao thì vẫn như tuyệt. Như vậy thì chưa phải là cái hạnh sống. Để chúng ta thấy cái sức mạnh như vậy đó. Cho nên trả lời ăn lúa mạ thường trụ ấy vậy. Liền khi ấy thì sao? Tức là khi mà đã đi tới cái chỗ mà mang lông đội trình ở trong lục đạo mà không nhiễm thì sao? Thì ngài nói, như lại chứa được chăng? Như chứa được cái hạnh đó không? Để chứa được. Nên như làm sao không chứa? Này, mặc y ăn cơm có gì khó? Mặc y ăn cơm tức là khi mặc y, khi ăn cơm, khi đi đại, khi đi tiểu vẫn là không có cái gì khác thì đó là chứa được. Thì ngài nói sao chẳng nói mang lông đội trừng như vậy thì chính cái hạnh trong môn là vậy đó. Thì vậy mà trong môn lễ bái tôi bảo chúng các ông chọn giữ cách thiết sao chẳng cùng y nói một diễn ngữ khiến y chẳng y đi. Vân Ngôn ở trong chúng rất là hỏi, chỗ mật mật vì sao chẳng biết có? Chứ đó, chỉ vì mật mật nên chẳng biết có. Mật mật là kín kín, phải không? Mà kín kín thì làm sao biết? Thì đây, người này làm sao thân cảnh? Nếu nằm chỗ mật mật thân cảnh, khi chẳng nằm chỗ mật mật thì sao? Mới giỏi thân cảnh, như một dạ dạ, đoạn này của chú hiểu không? Giống thành chú quá hả? Mà thật là hay, nếu không học mấy cái này là mấy chú không biết tu. Chỉ cho hay cho thấy cái chỗ mật mật là chỗ nào, cái chỗ mà sẵn có muôn đời mà mình không thấy đó, phải không? Đó là chỗ mật mật, bởi không thấy cho nên nó mật mật. Bây giờ chỉ vì mật mật mình chẳng biết có, người này làm sao thanh cảnh, bây giờ làm sao thanh cảnh cái mật mật đó. Tức là nói lý khác là làm sao trả về với chân tâm, làm sao nhập được pháp thân, phải không? Đó là lời hỏi. Chứ nằm chỗ mật mật thân cảnh như vậy làm sao muốn nhập nó không còn nhập nó là không cần. Mấy chú nhớ tại sao người tu tịnh độ niệm Phật, niệm Phật để làm gì? Để được biết tâm, phải không? Chủ yếu niệm Phật là để biết tâm. Như vậy thì muốn biết tâm không có nghĩa là kèm cho nó biết tâm, mà dùng cái câu niệm Phật. Mà niệm Phật cho tới khi mà niệm tới cái trận mặt không còn niệm nữa thì đó là biết tâm. Niệm đến vô niệm thì khi đó nó thành biết tâm. Thì như vậy cái chỗ đó mà muốn tới gì đó mà không tâm lúc gì đó mà chặn cái biệt hoài. Niệm Phật để dùng cái trọng tưởng, phải không? Và giọng tưởng dùng rồi thì tự là nó biết tâm, chứ không có hướng về cái biết tâm. Rồi tại sao mình tu ở đây chỉ có biết vọng mà không chịu nói biết chân? Nếu biết chân rất là mập mạp mà tôi có dạy cái chú biết chân không? Chú biết vọng thôi à,
Như vậy thì nó là biết bạn không theo nó thì cái trên nó tự hiện. Đến nắm vào cái trên thì bị cái lỗi thám tỉnh đó. Nhớ không? Nắm vào cái trên thì cái trên không phải mình hơn. Là cái đứt bị mình nhóc. Là cái đối tượng. Đó. Bởi vậy cho nên nhóc vào cái mặt mặt là mình. Vì vậy cho nên muốn thanh cảnh mặt mặt thì đừng có gì. Đừng nằm chỗ mặt mặt thanh cảnh. Đừng có nằm như nó. Mà tranh cái ngài thôi. Phải không? Hiểu vậy mới chứ biết lý do gì mà mình tu. Có nhiều người không biết thôi. Trên tâm đâu phải hướng về cái đó được chứ. Phải không? Mà hướng về thì cái gì hướng? Nếu cái hướng là mình thì cái chân tâm là cái gì? Phải không? Mà hướng tưởng là phải nó trên giống cái đồng hồ. Thì cái đồng hồ là mãi tốt. Còn bây giờ vì chân tâm là mình mà bây giờ quên nó, không thấy nó là gì vọng tưởng. Cho nên mình đã tham chức này nó hiểu. Thì nó là mình thiệt. Chứ về hướng thì nó là mình. Cho nên nó thú hướng tình như tổng thiền tà là vậy đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái lý đạo nó hết sức rồi đó. Mới nghe mấy câu này thì trước thấy nó vô vị. Mà thực là nó đạo lý. Tu hành mà không nói vững cái này là tu không vững. Đó. Bởi vậy thì chúng mong dạ dạ. Đó là cái ý người xưa như vậy. Thanh nhẹ chưa? Thanh nhẹ có chỗ cũng là để thôi. Cũng có để là thanh thuế đó. Bởi vì chữ nhẹ có chỗ cũng đọc là thuế. Đó là con nghèo cần xin thầy cứu giúp. Sư bảo thầy lấy nhẹ lại gần tay, thanh nhẹ lại gần. Sư bảo kẻ nhà nghèo ở Tiền Châu uống xong ba chén rượu vẫn nó chưa dính môi. Cái gì vậy? Uống lúc nào? Như vậy thì ngài thanh nhẹ nghèo là nghèo cái gì? Chú thử nói cho nghèo, tôi nghe coi nghèo cái gì? Tức là có cái kho báu mà xài không được, cũng như cái chàng cùng tử trong kinh Pháp Hoa, đúng không? Cha mình là tử giả mà mình đang lang thang. Bây giờ xin ngài cứu, xin ngài cứu giúp, tức là chỉ cho con được cái kho báu. Ngài bảo, đào lên nhẹ, lấy gần đây, kêu lại gần rồi mà không biết gì hết. Thì nếu không có kho báu thì kêu đâu biết là gần, phải không? Cũng như bà già mất sâu đó, phải không? Nếu mà kêu biết dạ thì sao chưa mất, phải không? Kêu cái lại gần thì đâu có phải là nghèo không? Vậy đó bà còn vẫn thấy nghèo, cho nên mấy trẻ nghèo ở Tiền Châu uống xong ba chén rượu vẫn nó chưa biết ngô. Cái có sẵn sàng vậy mà nó nghèo, chưa còn ăn nghèo. Đó. Chú thấy nói nó là mang đầy một ý nghĩa. Chỉ y đạo giả đến hoang vấn. Chứ hỏi đâu chẳng phải là chỉ y đạo giả. Đạo giả thưa chả chán. Thế nào là việc của chỉ y? Chiếc áo cường vừa phát vào thân, muôn phát thả điều như. Thế nào là dụng của chỉ y? Đạo giả lại gần dạ liền đứng tịch. Chú bảo nên chỉ giải đi thế ấy, ta chẳng giải đến thế ấy. Đại giả mở chặt mở mắt hỏi, một chân tấn lên khi chẳng lương bào thai thì thế nào? Sư bảo chưa phải diệu. Thế nào là diệu? Chẳng mượn mượn. Đại giả trân trọng liệt tịch. Thì thấy coi cái tu hành của người xưa chỉ y là sao? Chỉ là giấy, y là cái áo, nghĩa là lấy giấy bồi phết làm cái áo mặc. Như vậy nó mặc áo bằng giấy, người ta nói mang mặc áo giấy, mà sa môn mặc áo giấy. Khi mặc áo giấy thì còn bị dạ xấu nữa không? Còn mình giải này còn chơi dày, chứ để mỏng hơn, và cái giải này không được nhiễm, không được mềm, phải không? Thì có giải mà còn lựa, phải dày, phải nhiễm, phải vịnh luôn lên. Thì đó là cái phòng tục của mình. Các ngài tôn chỉ mặc cốt che thân thôi, chứ không phải cốt để đẹp. Vì vậy mà mặc áo giấy. Và ngài có lẽ rằng đã từng tham vấn ở Động Sơn, cho nên trong các cái vị đó đã hiểu ngài nhiều. Vì vậy mà Tào Sơn vừa thấy y đến liền hỏi, đâu chẳng phải là chỉ y đạo giả ư? Thì ngài đáp, chả dám, chả dám cứ dạ phải á. Thế nào là việc của chỉ y? Như vậy chỉ y hàng ngày khóc bằng cách nào? Giọng trả lời một câu vang lành, chiếc áo cường vừa phát vào thân, muôn pháp thải điều duy. Như vậy thì
khi mặc áo vô thì có thấy dư dư bất động, đó là sống với thể. Như vậy được sống với thể rồi thì cái dụng ra sao? Cho nên hỏi thế nào là dụng của chí ý? Mình hỏi dụng thì đáp đạo giả lại gần ra thì biết tịch mà cái dụng của tôi muốn chết là chết. Đó là cái dụng của tôi đó, tôi già ra biết tịch. Rồi ngài bảo ngươi chỉ giải như thế ấy mà chẳng giải đến thế ấy, như vậy thì ghi chỉ biết tịch chẳng biết sống lại. Nếu ngươi giải thì tịch được thì sống lại được thì có. Thì ngài liền mở mắt khỏi một chân tánh linh khi chẳng nương vào thai thì thế nào. Lúc còn một chân tánh linh mà không còn bị nghiệp dẫn đi đầu thai, không còn nương giá bào thai gì sao? Đó cũng như mình nói, nghĩa là bỏ thân này rồi nhập nhất bà thì như vậy thì sao? Thì ngài đáp chẳng diệu, chẳng phải diệu. Thế nào là diệu? Chẳng vượng, vượng nghĩa là sao? Đó là chú ý. Chẳng vượng mà vượng nghĩa là không phải rồi việc không còn bị nghiệp dẫn đi trong luân hồi nữa là hay, mà không bị nghiệp dẫn luân hồi tỉnh mượn bào thai để đi trong luân hồi giáo hóa chúng sinh, cái đó mới là diệu. Tự nhiên đó mà hài lòng tự mãn thì cũng phải diệu, nó như vậy thì mới đúng cái loại đọa để thế nữa. Chứ hỏi vị tăng làm gì? Tăng thưa quét đất. Chứ hỏi trước Phật quét hay sau Phật quét? Tăng thưa trước sau đồng thời quét. Chứ bảo đem đôi giày qua cho lão tăng cho tạo thêm. Như vậy thì câu sao ý nghĩa gì? Bởi vì đoạn trước thì ngài muốn chạy bẫy ông tăng để coi ông có cá không, cho nên hỏi trước Phật quét thì sau Phật quét. Thì ông tăng này cũng là tai đáng kể, phải bị gạt, cho nên trước sau đều quét. Trước sau đều quét thì không gì để nói, cho nên thôi đang đôi dài để thật ta làm câu dưỡng đuôi. Thì đặt đá ngang đó mà thua. Câu đó là không có cần nghĩa lý gì nữa. Tăng hỏi Hương Nghiêm thế nào là đạo? Hương Nghiêm đáp, khô mọc lý lâm năm hay trong cây khô có rồng năm. Tăng hỏi thế nào là người trong đạo? Nói đọc lâu lý nhãn tình hay trong đầu lâu có tầm có mắt. Tăng không lãnh hội thế hỏi Thạch Sương thế nào là khô mọc lý lông năm? Thạch Sương đáp vẫn còn đeo cái hỷ. Tăng hỏi thế nào là đọc lâu lý nhãn tình? Thạch Sương đáp vẫn còn đeo thức. Tăng không lãnh hội đến tình của sư bảo Thạch Sương ông già văn văn khởi cái kiến giải. Bởi vì Thạch Sương còn thấy có cái hỷ, còn thấy có cái thích, cho nên gọi là khởi. Khởi chứ mới phải khởi cái kiến giải, chứ làm bài tụng. Khô mọc long ngâm trên kiến đạo, đọc lâu vô thích nhãn sơ minh. Hỷ thức tận thời siêu tức tận, lương nhân nga biện đọc trung thân dịch. Thay khô rồng ngâm thật thấy đạo, đầu lâu không thích mắt rạng ngời. Chỉ thức hết thời tinh tích lặng, người này đau biện đục tâm tâm. Thì như vậy với cái nhìn của ngài thì ngài nói Hương Nghiêm thấy trong cây khô có đồng ngâm á là cái người thấy đạo thật. Còn nói rằng trong cái đầu lâu là có đồng có mắt ấy, đó nói còn là thức. Thì như vậy đó là chưa có phải khéo, cho nên nói rằng đầu lâu không thích mắt rạng ngời, trong đầu lâu mà có con mắt thì đó là cái hợp lý. Nhưng mà bây giờ lại ở nhà Thạch Sư lại phân biệt nào là thích, nào là hỷ, nào là thích. Thì sao? Thì thích hết thời tinh tích lặng, người này đau biện đục tâm tâm. Nếu mà bảo rằng hết cái hỷ, hết cái thích rồi mới là không á, thì người đó không còn phân biệt được cái đục ở trong cái trong hay là cái trong ở trong cái đục. Vì cái lý của nhà thiền là hồi hổ, không cho bật ở một bên, không cho nói rằng trong là hoàn toàn
tiên tông, đục là hoàn toàn viên đục, mà trong cái đục có cái tông, trong cái tông có cái đục, trong đồng có mắt, có trong đầu lâu có đồng có mắt, đồng mắt là sống là chết, trong cái khô có đồng không, đồng sống là chết, như vậy trong cái chết có cái sống, trong cái sống có cái chết, không cho tách rời, mà với ngài thầy xương thì muốn tách rời, cho nên nói là còn cái kiến giải thanh văn. Thế còn cái kiến giải thiền thì phải thấy ngay trong cái sống cái chết, trong cái chết của cái sống, chứ còn thấy tách biệt là không được. An lại hỏi sư, thế nào là khô mọc lý lâm nhâm, sư đáp quyết mạch chẳng đoạn, thế nào là độc lâu lý nhãn tình, sư bảo khô chẳng hết. Lại có người được nghe chăng, chọn người trên đại địa chưa có một người chẳng nghe, khô mọc lý lâm nhâm là chân cứu gì, chẳng biết chân cứu gì, người nghe đều mất. Như vậy thì con rồng nằm trong cây khô đó thì ngài đáp là quyết mạch chẳng đoạn, như vậy tức là nó còn liên hệ tiếp tục không có dứt. Để hỏi thế nào là độc lâu lý nhãn tình, tức là đồng có mát trong cái đầu lâu, thì ngài mới nói là khô chẳng hết, bởi vì trong cái đầu lâu là khô và còn tổng mát. Như vậy thì sẽ thấy rằng nó không có dứt khoát ở một bên. Lại có người được nghe chăng, thì nói là người trong cái nạn ai cũng được nghe hết. Hãy nghe cái lâm ngâm ở trong cái khô, đồng ngâm ở cái khô là ngâm chương cứu gì, bài gì, kệ gì, thì nó không biết bài kệ gì, nhưng mà ai nghe, người nào nghe cũng đều mất, nghe rồi thì mất, chứ không có còn. Như vậy chúng chư tăng ở đây cốt dưới áo, thì dưới y áo hội không được việc hướng thượng, chớ có rảnh rang qua ngày. Nếu tổ thừa đương đã tỏ ràng, liền chuyển được chư thánh về sau lưng mình mới là tự do. Nếu chuyển chẳng đặng, hẳn phải học được học hành, lại cần đến sau lưng các ngài thân tai nói đại thoại. Thì sao mà bị chuyển chư thánh về sau lưng mình? Chư thánh là cỡ như ai? Cỡ như A-la-hán, cỡ như Bồ-Tát, như Phật. Như vậy thì tại sao dám mổ mình đặt Phật ở sau lưng mình? Nên chưa phải nói như vậy cái gì đạo lý rồi. Bây giờ hỏi học Tứ Phật Nhị Chương chưa? Học rồi chưa? Trong Tứ Phật Nhị Chương có bài kinh nào na ná như này đố với chúng nhớ? Cúng dường tâm ngàn Đức Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô chính. Như vậy thì trăm ngàn Đức Phật bằng đạo nhân vô tu vô chính không? Bằng không? Nếu bằng một người mà trăm ngàn Đức Phật mà không bằng một người đạo nhân vô tu vô chính, thì như vậy mình chuyển từ không phải là Phật đứng sau lưng mình khác. Thấy không? Đó là để ý nói rằng khi mình đạt được cái đó rồi, sống được với cái đó rồi, thì Phật cũng là cái bên ngoài, phải không? Đâu bằng cái đó. Vì vậy cho nên trong kinh cũng đã nói rõ những điều đó. Còn nếu mình chuyển không được thì sao? Thanh tai đứng trước nhà chắp tay cầu xin, phải đáp hoặc là để mà đọc tụng những cái lời của ngài. Thì như vậy mấy chú thấy nhiều khi mình thấy tội nghiệp ông Phật mình ghê hơn. Ông Phật mình là sẽ thầy giả, mấy chú trả lời dùm tên ổng thiệt mà mình lên lại Phật kinh chùa là sẽ thầy giả. Như vậy thì bắt ông Phật thiệt đi lại Phật giả, tội nghiệp không? Như vậy thật là tội nghiệp, thấy không? Mà mình bây giờ mình đừng sống cái đó, biết đó là ông Phật giả mà bắt ông Phật thiệt lại hoài, thấy không? Như vậy thì tại sao mà chúng ta lại đem ông Phật thiệt lại Phật giả? Bởi vì có Phật thiệt không thấy thôi, thấy cái thần tứ đại dương nước thì cho nên lại Phật giả có phước. Đến chừng nào mà thấy là Phật thiệt của mình rõ ràng trình tĩnh đó rồi thì ta cũng phải lại Phật giả nữa, phải không? Đó là cái chỗ ý ở đây muốn chỉ cho mình thấy vậy. Khi mà mình sống được cái đó, chuyển được cái đó rồi thì chính mình mới là trên hết. Nếu chuyển được chính mình thì tất cả cảm thơ trọn đến đều làm chủ được. Nghĩa là chuyển mình thì cái gì đến đều làm chủ được.
ví như đi trong chỗ lầy, chả té cũng làm chủ được. Nghe có vị tăng hỏi ngài Dược Sơn, trong giáo lý Tam Thừa lại có tổ ý chăng? Dược Sơn đáp có. Tăng thưa đã có, tổ Đạt Ma lại đến làm gì? Dược Sơn bảo, chỉ vì có nên đến. Hỏi chú thấy rất là tự tại. Hỏi chơi trong giáo lý Tam Thừa, tức là kinh điển, có ý tổ trong đó không? Thì nếu mà không có thì ý tổ ngoài cái lời Phật giải đó, phải không? Cho nên phải có. Mà đã có thì thẳng rồi, còn tổ Đề Đạt Ma qua nói ý tổ thì chi nữa, có rồi nói chứ, phải không? Thì ngài nói bởi có cho nên đến. Thì bây giờ tôi hỏi lại mấy chú, nơi mấy chú có ông Phật sẵn không? Đó là có thì tôi giải mấy chú một chi nữa. Bởi có thì nên tôi mới dạy, phải không? Nếu dạy không có thì dạy rồi cũng đâu có biết, phải không? Bởi có cho nên quên đi, bây giờ dạy ra, chỉ ra cho thấy, phải không? Như vậy thì đến nhất là hữu lý, bởi vì có cho nên đến. Thế là đâu chẳng phải làm chủ được, chuyển được về nơi mình sao? Kinh nói Phật đại thông chí thắng, người kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện trước, chẳng đặng thành Phật đạo. Nói kiếp là đới, vậy loại đó là Phật thập thầm, cũng gọi là đoạn phấm lậu, chỉ là đầu mười đường đã bạc, chẳng quên đại quả, nên nói thủ trụ đam trước, gọi là thủ thứ thừa đương, không phân quý tiện. Đoạn đó nói gì hiểu không? Đức Phật đại thông chí thắng, người kiếp ngồi đạo tràng, đó là dẫn kinh gì? Kinh Pháp Hoa. Tại sao người kiếp ngồi đạo tràng mà Phật pháp chẳng hiện tiền, rồi chẳng thành Phật đạo? Lỗi tại chỗ nào? Hả? Lỗi tại chỗ thấy kiếp còn phát hiện. Người kiếp mà kiếp là thời gian, còn thấy thời gian thiệt, đó là đới là kẹt. Còn thấy thời gian thiệt, đó là cái lỗi thứ nhất. Lỗi thứ hai đó là nó chỉ là đầu mười đường đã bạc, chẳng quên đại quả. Mười kiếp thì coi như là mười cái đầu đường, mười cái đường nó đã bạc, nhưng mà còn mong thành Phật quả, còn mong chờ, đó là cái lỗi thứ hai. Cho nên Phật pháp không hiện tiền, không thành Phật quả. Ta thường thấy trong trùng lâm thích vàng một thứ hai thứ, phải hay thành lập được tự chăng? Những cái ấy chỉ nhằm diễn đơn diễn đã qua diễn bài. Các ông chẳng thấy ngày năm tiền nói cho ông học thành so với Vương Lão Sư vẫn còn một đường tiến rất khó. Việc đến đây cần phải chín chắn mới được minh bạch tự tại. Bất luận thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chỉ là tất cả chỗ chẳng giờ đổi, nguyên là người khởi xưa, tốt yếu chẳng đi con đường xưa. Nếu có tâm vui mừng thành đới trước, nếu thoát được giảng tật là sao? Cổ đức nói chỉ e chẳng được luân hồi. Mấy người đọc dễ hiểu không? Nói rằng ở trong chùa thích bàn việc bàn một thứ hai thứ, ngồi lại thì bàn việc này việc kia việc nọ, phải không? Bàn lăng xăng lộn xộn. Nếu mình bàn vậy đó, lại hay thành lập được tự chăng? Tức là bàn những việc này việc kia mình có làm được không? Những cái ấy chỉ là nằm việc đã qua chuyển bàn, tức là những cái mà nó đã qua rồi mình cứ lập tới lập lui bàn. Bàn những cái là bàn cái gì? Cái đã thấy, cái đã nghe, phải không? Mà đã thấy đó, đã nghe, tức là cái đã qua, đã qua cứ lập lại qua. Sao không sống cái hiện tại, phải không? Như vậy tất cả cái nói chuyện với chú nói chuyện cái gì thì nói từ ngày cạnh còn nói chuyện đã qua đâu, phải không? Có chính là nói chuyện hiện tại không? Như vậy là không có nói chuyện hiện tại, không có nói chuyện không. Hồi nãy đi đâu giờ thấy cái gì đó, bây giờ dịch kể lại cho để nghe, tưởng gì nó hiện tại chứ có hiện tại đâu. Nó hồi nãy vừa qua mất rồi, phải không? Cái chuyện hôm qua kia cũng là chuyện đã qua. Như vậy tất cả cái nói chuyện với chú toàn chuyện đã qua,
đã qua thì nó qua đi, kể lại tí. Nếu đừng có biết những cái đã qua thì có việc gì nói không? Có gì để nói không? Hiện tại là hiện tại thì có gì để nói? Thể chỉ từ năm tăng lộn xộn, cứ là bài gì đã qua thôi. Thể bài mà đã qua tức là quá khứ là cái chết. Thành nó sống như người chết, sống sẽ đã mất. Như vậy thì không có sống như hiện tại. Thế nên ngay hiện tại mà sống. Mà ngay hiện tại sống có chuyện gì phải nói? Không gì nói đâu. Bởi vậy cho nên mình có cái hỏi là cứ diễn diễn bài cái việc đã qua không à. Các ông chẳng thấy ngày hôm tiền nói cho ông học hành cho cái chân lão tiêu vẫn còn một con đường tiếp dầu cho ông nhớ giỏi thuộc lòng cái gì cũng được hết, nhưng mà tất cả cái nhớ cái việc đó là chuyện học hành tức còn đủ hết và cũng vẫn thua dương lão tiêu một đường tiếp, tức là một mức đó là ngày sống với cái hiện tại thôi. Đó là tất cả cái gì đã qua không làm tới nữa. Rất khó. Đây, việc đến đây cần phải chính chắn mới được minh bạch tự tại. Nếu phải chính chắn thì mới minh bạch tự tại được. Đây dạy nè, bất luận thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chỉ là tất cả chỗ chẳng dời đổi. Nghĩa là trong tất cả cảnh đó mà tâm không có sai gì, không có đổi khác. Nguyên là người hồi xưa, chỉ là con người từ thủy chí chung đó thôi, theo tài khác hết. Cốt yếu chẳng đi con đường xưa. Mà tại sao người hồi xưa không có đi đường xưa? Nghĩa là sao? Lẽ là người hồi xưa thì phải đi lại con đường xưa chứ. Bởi vì cái người thở xưa là chỉ cho người nào? Là chỉ cho cái người không tướng. Con người không tướng là lại là con người thở xưa. Mà con người không tướng đó hồi xưa có sẵn chưa? Nhưng mà hồi xưa mình thấy không? Nếu mình thấy thì mình thấy còn hồi đây, phải không? Như vậy thì con người thở xưa đã có mà để vô minh nó cũ, phải không? Bây giờ đây mình thấy con người thở xưa rồi thì mình để y nguyên cái dấu xưa không hay phải khác? Thấy thì phải dẹp hết vô minh, cho nên không được đi con đường xưa. Bây giờ phải đi con đường này, sống với người xưa mà đi con đường này, tức là không được không còn vô minh nữa. Cái người xưa thì đã sẵn, nhưng vì một vô minh nó chén, cho nên có người xưa mà đi con đường bị vô minh. Bây giờ mình thấy được người xưa rồi thì phải dẹp vô minh, hay là phải cùng bị vô minh gia phủ nữa, thì đó là không có đi được xưa. Nếu có tâm vui bình thành đế trước, nếu mà còn có cái tâm niệm vui thích thì đó là đế trước. Nếu thoát được giảng tập là sao? Nếu người nào mà rời được tất cả cái tâm suy tính nghĩ bàn phân biệt rồi thì sao? Đến đó thì cổ đức nói rằng chỉ e chẳng được luân hồi. Nghĩa là sao? Lo rằng không được luân hồi chứ không còn nghĩ gì hết, chẳng mượn mượn thì như vậy. Chẳng mượn đó là không được, không dám bỏ phá, nhưng mà phải mượn bỏ phá. Vì vậy mà chỉ e chẳng được luân hồi. Trong mình đã thì chỉ e không được giải thoát. Ở sao mình mơ ước được giải thoát, cho nên nghe nói tới luân hồi sợ bị chết. Chỉ e không được giải thoát, còn các ngài chỉ e chẳng được luân hồi nếu mà không còn không nhắm đâu. Các ông nói phải làm sao? Như người hiện nay nói có chỗ tịnh khiết thích hướng là việc ấy, đây là bệnh thật khó trị. Nếu việc thô trọng ở thế gian lại là nhẹ, bệnh tịnh khiết thật là nặng. Như pháp vị Phật, pháp vị Tổ chọn là đế trước. Tiên sư nói tâm nghĩ là phạm giới, nếu được pháp vị là phá sai. Mình á, nghe là tu hành, mình mong được cái pháp vị, được cái chỗ thanh tịnh. Mà nếu mình càng mê sai trong chỗ pháp vị, chỗ thanh tịnh đó, thì đó là cái bệnh khó cứu. Tôi ví dụ về mấy chú thấy
Ví dụ như có một người họ ứng dụng mà tu theo ngoại đạo, mà họ tu được thành công, họ biết quán lý vị lai. Bây giờ đây mình biết họ tu như vậy là lạc vào ngoại đạo, không bị giải thoát. Mình đem cái lời chân chánh của Phật, mình khuyên họ, dạy họ để họ bỏ cái lối đi theo ngoại đạo đó. Nhưng họ có chịu nghe mình không? Chịu không? Nếu mình có nói ông có thành công chưa, ông để tôi. Thấy không? Tôi biết ông này, tôi biết là biết kia rồi. Thì họ sắp vào cái thành công mình bó tay. Không làm không chịu người khác. Chỉ có những người chưa biết gì hết đó, mình đã thấy dạy họ, chịu họ đi theo con đường giác được. Nếu mà người đã có cái gì mà ta là được rồi đó, thì không chịu được. Bởi vậy cho nên tôi mà sắp vào cái thanh tịnh, cho thanh tịnh là chú chính, thì thiết kẹt, thiết chìm, gọi là chìm ở đất vô thanh. Vì vậy đó là gọi cho bệnh tịnh thiết. Hãy bảo thế nào là được vị, chỉ là pháp vị Phật, pháp vị tổ, giờ có tâm vui mình là phạm giới. Như hiện nay đã phá xa phá giới, là khi làm phép ba sen yết na, thấy sớm đã phá rồi. Nếu là bệnh tham sân si vô trọng, tuy có nhất mà lại nhẹ, còn bệnh vô vi vô sự, bệnh thiết lại nặng, không có gì thêm được. Thì phải chú thấy, ở đây nói rằng ba sen, nói rằng phá tai phạm giới là sao ba sen yết na, phải không? Đó là ý nói gì? Nên chúng ta họ giới sa di hoặc họ giới tỳ kheo là do tăng chúng làm phép yết na ba lần, rồi thiền giới cho mình. Mà thiền rồi nếu mình làm sai, không đúng thì gọi là phá giới, phải không? Còn ở đây là nó vừa ba lần nó yết na đó là họ giới cho mình, tức là đã khởi tâm. Bởi vậy cho nên nói khởi tâm nó là phạm giới, không nghĩ là phạm giới, nghĩ làm phép yết na đó là đã phạm giới rồi. Còn nói là tham sân si vô trọng và còn nhẹ hơn là cái bệnh vô vi vô sự. Vô vi là hồi nãy nói không thân, vô sự là không việc, không thân không việc thì là chỉ chung đó, cái đó là cái bệnh nặng. Tổ như ra đời cũng chỉ vì cái ấy, chẳng riêng vì các ông. Hiện nay làm kẻ lãnh trang qua ngày, làm con tròn con trâu, tu hành lại thích, chẳng phải có thiền có đạo. Tại sao làm cái trộn cái trâu nghe buồn quá vậy? Như các ông mỗi thứ tìm kiếm, tìm Phật, tìm tổ, cho đến Bồ Đề, Niết Bàn, đến bao giờ thôi giết không quy, đều là tâm sanh diệt. Cái đó chẳng giống như con tròn con trâu, ngơ ngơ không biết, chẳng biết Phật, chẳng biết tổ, cho đến Bồ Đề, Niết Bàn và nhân quả thiện ác. Chỉ đói đến là ăn cỏ, ghét đến thì uống nước, được nếu được thế ấy, chẳng lo chẳng xong xuôi. Nói mình làm con tròn con trâu mà chữ là tròn trâu không, nghĩa là chỉ cho mình sống mà không có dùng cái tâm lăng lệ phân biệt giảm đặt, để rồi thành ra cái tâm lăng thăng lộn xộn, mà sống như cái hiện tại an nhiên, đói thì ăn, chát thì uống, giống như con trộn đâu. Khi mà an nhiên tự tại đó, tết không giới niệm, lúc đó có nghĩ Phật, có nghĩ tổ, có nghĩ cái gì nữa, mà không nghĩ tức là không biết. Cho nên đây không biết có Phật, không biết có tổ, không biết có Bồ Đề Niết Bàn đấy, mà cứ như hiện hữu tâm an nhiên tự tại, đến lui không một niệm gì hết, thì không biết cái gì, phải không? Không phải như con trồn con sao thì sao, phải không? Nhưng mà đói thì ăn, đói thì uống, đó. Như vậy, mà nếu sống được như vậy, đó mới là cơ thể tự do, mới là không tươi được. Còn mình bây giờ làm sao? Mình là thành tâm thánh hiền đó, khi thì thiện, khi thì ác, khi là Phật, khi là ma, phải không? Có cái lúc là ma không? Lòng Phật cũng có, lòng ma cũng có, lòng đủ thứ đó. Đó là vì mình chưa được như con trồn con trâu. Đâu chẳng nghe nói, tính toán chẳng thành, ấy là biết có. Mới hai mang long đội sừng, kéo cài mang bừa,
đó, 10 cái tính toán cảm thành, tức là không còn cái tính toán nữa, đó, cái tính toán mà không còn, không có đó, người đó mới là biết có. Biết có là gì? Biết có cái trong chân thật của mình, và biết được như vậy mới hay mang long đổi tình, kéo cài mang vừa, tức là mới gọi là phi mau đế giác đó. Được cái tiện nghi này mới là đạm bạc, được cái tiện nghi mà mang long đổi tình đó, cái đó mới là đạm bạc. Đâu chẳng thấy Đức Di Lặc, A Xúc và những thế giới diệu hỷ vân vân vẫn bị thượng nhân kia, tức là Di Ma Trạch, gọi là Bồ Tát dễ đãi, không hổ thẹn, cũng nói là biết việc sinh tử vẫn chưa còn phần nhỏ dễ đãi. Nói như vậy là chê các ngài đó không? Nếu mà không học hai cái này thì mấy chú đâm quan mang, tại sao thiền lại nói là tối thượng thừa, phải không? Thường thường ta nói đại thừa là thượng thừa, là phật thừa là cùng rồi, mà đây lại nói tối thượng thừa, trên phật thừa. Ai sao cao quá vậy? Cao ở chỗ nào? Như vậy thì đa số đều không biết cái cao của nó ở chỗ nào. Ở đây nói rằng dù cho như Đức Di Lặc, như Đức Phật A Xúc có cái thế giới diệu hỷ, mà còn có Phật Thanh, còn có thế giới, có phải là Pháp Thân chưa? Như vậy tức là còn ở cái chỗ giải đại, còn có cái hình tướng. Bởi vì Đức Phật Di Lặc, mà mình nói Đức Phật cái sự thật, gọi ngài là gì? Bồ Tát Nhất Thân Bổ Xứ, tức là sau này một đời nữa bổ xứ là Phật, phải không? Chứ chưa làm những gì chưa phải là Phật. Thì như vậy các ngài ở đây nói, ngài Di Ma Cạch nói các vị đó là Bồ Tát giải đãi, không hổ thẹn, cũng nói là biết việc sinh tử. Tại sao vậy? Tại sao là biết việc sinh tử? Với thế này, nói rằng thân văn thì có bốn quả: Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hán, A La Hán, phải không? Đó là tứ quả thân văn. Tu Đà Hoàng, tu tiến lên Tu Đà Hàm thì quả này bỏ để sang quả kia, là biết việc sinh tử. Đột biến thì ta đổi ra, đổi quả này sang quả kia phải là biết gì sinh tử. Rồi Tư Đà Hàm đổi được A Na Hàm cũng là biết gì sinh tử, rồi tới A La Hán. Còn Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, mỗi một thập là 10 cái, 10 bậc, 10 bậc, bậc này đổi được bậc kia, đổi cho tới Phật thì qua một dòng biến diễn là biến diễn sinh tử. Như vậy mà cái bậc đó đó là thiệt hay là không thiệt? Bây giờ tôi hỏi mấy chú, như mình đi học ở ngoài thế gian, học cấp 1 mấy lớp, lớp 1 tới lớp 5, cấp 2 mấy lớp, rồi tới cấp 3 mấy lớp. Như vậy thì học cấp 1, học cấp 2, học cấp 3, mỗi cấp, mỗi lớp chúng ta lên, rồi tới lên đại học, rồi tới ra cử nhân, thì một dòng đổi. Như vậy cái đổi lớp, nhưng mà cái phân trí mình có chia từng lớp từng cấp không? Có không? Chỗ này cấp, chỗ này cấp, có gì không? Nó bật có lớn không có cấp, nó chỉ học, nó chỉ hiểu vậy thôi, chứ nó không có lớp, không có cấp. Thấy không? Cấp lớp là phương tiện, phải không? Phương tiện để cho người ta ham, người ta cố gắng học, chứ có cái gì hết đó. Đó là người ngoài bài, chứ còn cái hiểu của mình nó không có lớp, không có cấp, phải không? Nó là chứa nghe thì nó hiểu thì chứ đó nó không có chứa. Đây là dành phần cấp 1 chứa chỗ nào, cấp 2 chứa chỗ nào, không có đó. Như vậy mà cái lớp cái cấp là cái phương tiện đặt ra thì cũng vậy. Tu là đến chỗ viên mãn, không còn bị tiền não của mình che đậy thấp hơn nữa, thì đó là viên mãn, phải không? Thì như vậy trở về đó là viên mãn thôi, chứ không có đây là Bồ Tát này, Bồ Tát nọ, Bồ Tát biết đánh Pháp phản đặt với cái thời gian tu. Chủ dụ nói là ba Bồ Tát tu ba vô số kiếp thành Phật, thì vô số kiếp thứ nhất
gọi là từ thập chánh tới thập tới mãn cái thập hạnh, thập mãn cái tính cái tính trụ hạnh hướng tới thập hồi hướng, bốn cái thập này gọi là hết hồn dương số chín số một. Rồi từ thập địa sơ địa cho tới tứ bát địa là hết vô số kiếp thứ hai, rồi bát địa cho tới thành phật là hết vô số kiếp thứ ba. Như vậy ba cái vô số kiếp kia như vậy thì cũng là kia mà chết, thời gian không thiệt, phải không? Thì kiếp đó có thiệt, rồi trong đó thì chỉ có cái là hết đặc tiền não là phật, chứ cũng không có nói bực nào pháp nào. Thì nói bực với pháp là lưỡng nói, để người ta tính tấn mà tu, phải không? Nhìn dễ đãi cho nên nó bực mới tốt, cho nên ở đây nó nói là còn chút ít dễ đãi đó. Nó bực chắc là nói với người còn dễ đãi, người ta là biết, khuyến khích. Bây giờ học đó, năm tới thì lên lớp, phải là biết luôn chứ học, cho nên bắt đi để lên lớp. Chẳng phải gì là dễ đãi không? Như vậy thì trời sắp này lên lúc chưa thì nhìn những người dễ đãi mà đọc khóc. Chứ là người sẽ tính tấn là khóc cũng là vấn đề, phải không? Bởi vậy cho nên ở đây nói là nếu mà còn như vậy, còn các bậc Bồ Tát, rồi còn có Phật, còn có cõi, đó là gì? Những gì giải đãi. Cho nên còn cái tâm sinh, diễn dịch sinh tử. Còn cái này, nếu thấy được mình có cái đó thì chứ nó là không còn chạy theo vọng tưởng điên đảo, là mình không còn cái gì hết. Thì như vậy đúng không? Không có cấp một, cấp hai, cấp ba nữa, cho nên nó không có cái cấp bậc. Đó là trên bước này thẳng như bước kia, chứ không còn tốc lực. Mà không tốc lực tức là không có giải đãi, không có giả, không có phương tiện. Như vậy cho nên nó cao về chỗ đó. Còn chứ nói Phật thừa, nếu mà Phật thừa thì cũng phải từ Bồ Tát thừa, nó Phật thừa thì cũng là còn có tốc lực. Còn tốc lực thì nói cao mà chưa thể cao, cho nên này mới là tối thượng thừa là chỗ đó, nó không còn tốc lực nữa, thẳng một cái một. Cho nên gọi là đơn đau cực nhập. Chồng ta không làm cái làm việc, chồng ta đang cấp bậc có thứ đó. Như vậy dễ vậy thì chúng mới thấy cái hay cái cao, để còn không giải thích thì tại sao là tiền mới cao đó, em là cũng nó thoát chứ cao chỗ nào? Cao là thoát hết mọi cái hình thức kêu bằng phân biệt chia rẽ mà đi thẳng ngay cái chân thật của thôi. Cho nên là hay là chúng ta ngộ vào Phật, hay là thẳng vào đó chứ không phải Phật gì hết. Trong phần cách thứ hai, thứ ba gì hết. Cho nên đây không nói Bồ Tát, không nói gì hết. Mà là cũng không có Phật luôn nữa. Phật là đối Bồ Tát, nên chỉ cái ấy thôi, thẳng là cái đó thôi, phải không? Như vậy cho nên qua phải cái biến dịch sinh tử đó. Nghe việc bổn phận phải nên làm sao, cần phải chín chắn mới được. Mỗi người đều có một chỗ để ngồi, dù Phật ra đời xâm phạm chỗ ấy cũng chẳng không được. Mỗi người có cái chỗ ngồi riêng, Phật cũng không xâm phạm được chỗ của mình. Tại sao mình không ngồi chỗ của mình mà đi lại Phật xin Phật cho mình chỗ ngồi? Ai cũng sẵn có cái đó, phải nhận ra cái đó thì mới được. Thể hội cái ấy tu hành chẳng là thích thú lắm ư? Nhận được cái đó mà tu thì mới thích chứ. Muốn biết việc này, chính nó khiến ta thành Phật, thành tổ, cũng chính nó khiến ta rơi trong tam đồ lục đạo. Tuy nhiên như thế, vẫn không có chỗ dụng, mà lìa y cũng chẳng được, cốt cùng y làm chủ thể mới được. Cái này mới tức trời, là muốn gặp y thì tìm không ra, mà muốn bỏ y thì bỏ cũng không được. Như vậy thì làm sao đấy? Bây giờ muốn thấy nó thấy không được, thì không ra, mình muốn bỏ nó bỏ không được, đi trong luân hồi lục đạo gì nó cũng như theo tò tò không bắt. Bỏ nó bỏ không được, mà thấy nó là thấy không được thì làm sao? Cho nên cuối cùng chỉ cùng đi làm chủ đi, làm sao mà đừng bị các cái chú lục đạo mà nó làm rối loạn để làm chủ toàn bộ thì được. Thế đừng có tách rời, đừng có tìm kiếm, đừng tách rời, đừng tìm kiếm, tách rời tìm kiếm đều là sai lầm. Nếu làm chủ thể được, tức là không còn biến dịch, và ngay đó mình nhập được thì còn gì nó biến dịch, đâu có bị cấp này cấp kia mà thay đổi, người đó là biến dịch. Nếu làm chủ không được, tức là biến dịch, nếu làm chủ không được thì bị đổi thay. Ngài Vĩnh Gia nói, không đã lăng xăng trước quả hương,
bởi vì mình cứ mình tạo nghiệp rồi nó dẫn riêng thế nào là phóng đảng lăng xăng trước quả ương thì đó chỉ là cái ấy, rồi cái ấy mà không biết trở về nó thì gọi là trước quả ương cái gì, làm sao quả được. Như vậy biết có liền được dùng khỏi làm gì, biết có liền được dùng khỏi làm gì. Bây giờ mấy chú thấy mình nhận mình có cái đó, rồi giờ mình muốn khỏi tất cả sanh tử, khỏi tất cả phiền não, cần khỏi đâu? Biết có cái đó thì đừng phải khỏi kia được, khỏi gì? Phải không? Rồi mình biết có cái đó rồi, những cái thứ khác nó rủ ra mình đừng theo được nữa, chứ khỏi gì nữa? Mà mình là quen, biết khỏi, đúng rồi, ta sẽ khỏi cái dòng phục lụy dữ dật, phải không? Chứ phải cảnh gì khỏi? Chỉ là bồ đề, niết bàn, phiền não, vô minh vân vân, hãy đều chẳng cần khỏi, cho đến vô việc thô trọng ở thế gian cũng thế, nguyện biết có là được, chẳng cần khỏi, khỏi thích đồng biết cái dịch rồi. Tại vì muốn khỏi cho nên tôi bậc này bậc kia cho khỏi, còn ngay đây đó mà biết rõ là mình có cái thật đó, thì thùng chạy thêm cái giả không khỏi chứ nữa. Khỏi khỏi cho nên mình muốn thích đời nó, mình mới đi kiếm khỏi này cái kia để nó tiêu dịch giờ đó. Bởi vậy mới có các cái cõi như A Na Hàm Thiên rồi đó, thì thăm bên đó là tu nữa rồi chứ. Còn lại thẳng đó, biết nó rồi có cái thật rồi, thì những cái giả không thể theo, khó làm chứ. Phải không? Bây giờ mới chú làm sao? Rồi cái thật thì chưa biết, cho nên theo cái giả hoài. Ở theo cái giả hoài cho nên muốn khỏi, khỏi cái giả. Phải không? Khỏi cái giả để đi đâu? Nếu là nghe hay cái giả nó có cái thật rồi, mình thấy cái thật, không chạy theo cái giả là được. Cho đến thành Phật, thành Tổ, Bồ Đề, Niết Bàn, những cái đều quả ương chẳng nhỏ. Tại sao như vậy? Bởi vì biến dịch, mình bố thành cái này thành kia đó là không biến dịch sinh tử, phải không? Còn ngay đó mà xong vô thì hết biến dịch. Nếu không biến dịch thì phải chạm việc tự do mới được. Đó là làm cái gì? Đó là xúc một Bồ Đề, ngay cái gì cũng đừng dính được phát, đó là khỏi biến dịch. Cái thẳng đó là yên, phải không? Đó. Bữa nay mấy chú thấy tinh thần thiền tông đó là gì? Nên mỗi lần học là mình đã thấy rõ hơn, phải không? Chứ mà học mà luận cộng ba bốn bài cái tưởng mình hiểu rồi, mình thấy vậy đủ là chưa hiểu. Tức là mỗi gì có những cái chỗ nói cho mình rõ thêm, càng ngày nó càng thông, càng ngày nó càng rành rẽ. Bởi vậy nên cần phải có tu rồi nghiền ngẫm nhiều thì đó mình mới thấy cái lẽ thật. Như vậy thì bữa nay mấy chú biết rõ cái thao sư của thiền chưa, tối thượng thừa chưa? Nam Châu Soái, Nam Bình, Trung Vương, nghe danh sư cho tứ đi thỉnh, sư chẳng đến, chỉ viên bài tụng của Đại Mai để đáp. Rồi tàn khô mọc nghỉ hàng lâm, kỷ độ phùng xuân bất biến thâm, từ khắc ngộ chi du bất cố, dĩnh nhân nga đắc khổ suy tầm, dịch cây khô gãi mục tựa hừng xanh, mấy độ xuân về tâm chẳng xanh. Lão Kiều trông thấy nào đói nghĩ, dĩnh khắc thôi thì chớ hỏi xăm. Dụ cái thân mình cũng như là cây khô mà muốn mục rồi, đứng ở trong cái rừng loạn, bao nhiêu cái lần xuân qua mà tâm nó không có thay đổi. Bởi vì thân như cây khô mục cho nên mấy ông Tiều thấy cái cây mục cũng chặt về không? Ông Tiều cũng chê, mấy ông Tiều chê rồi thì mấy ông có thành thị mời tôi cứ một tí. Đó là dục và kệ để trả lời từ chối. Sư dạy chúng kể rằng trồng duyên biến đắc tương ưng tật, tự thể tiêu đình đắc lực trì, viết thể bổn lai vô xứ sở, ngô sư tạm thiết bất tư nghì. Dịch từ duyên tiến được tương ưng nhân đó, sửa chữ bệnh nha, chữ bệnh là sai. Từ duyên tiến được tương ưng nhân, đến thể lặng dình đắc lực trọng, chợt khởi từ xưa không chỗ nơi, thầy ta phản nói không nghĩ nghị.
Bởi vì nếu mà tự nhiên mà mình tiến được thì cái đó là cái tương ưng nó rất nhanh, rất mau. Ví dụ như ngài Luân Nguyên, khi thấy hoa đào nở, phải không? Ngài liền ngộ, hay là ngài Luân Nguyên nghe cái tiếng thức gian lại cái liền ngộ, thì đó là tự nhiên mà tiến được, thì cái đó là tương ưng rất mau, và chớp mắt là liền thấy. Còn tự thể tiêu định sắc bất lực trì, thì đến cái thể để mà tiêu định dành những cái phiền não vọng tưởng thì thấy bất lực trọng lắm. Mà mình bây giờ thì còn đi được, mình thấy cái đó là mình chưa có được cái kia thì phải làm cái này. Giải khởi từ xưa không chỗ nơi, tức là viết sở bổn ai vô xứ sở chợt giấy lên, tức là câu này có nghĩa là thúc một bồ đề hay là động dung dương cổ lộ đó. Thì sau đó là thể hiện cái chân thật, thì cái chỗ đó là thầy ta tạm nói không nghĩ gì, chỗ đó mới là chỗ không nghĩ gì. Còn hai cái kia thì còn có thứ bạch. Sư Tượng Đường có vị tăng bước ra hỏi thế nào là người đại chuyển đề. Sư đáp chẳng sợ nghiệp. Tăng hỏi thế nào là người vô minh. Sư đáp trước sau chẳng giác ngộ. Tăng hỏi hai người này ai ở trước. Sư đáp người vô minh. Tăng hỏi người chuyển đề vì sao ở sau. Sư đáp người hướng đi. Tăng thưa thế ấy thì người vô minh chẳng từ ngày nay đi. Sư đáp phải. Tăng thưa đã chẳng từ ngày nay đi, vô minh từ chỗ nào đến. Sư đáp chỗ sáng chẳng dám vào. Tăng thưa đâu chẳng phải chẳng nên chẳng ám. Sư bảo phải. Tăng thưa chính khi ấy thế nào. Sư bảo chẳng cho chạm. Thì ở đây người đại chuyển đề thì phần ở dưới có giải thích, tức là cái người thứ ba ở dưới đó, người đại chuyển đề đó là không sợ được, bởi vậy mới nó năng long đổi tình đó. Bây giờ hỏi cái người chuyển đề với người vô minh ai có trước. Thế nào người vô minh? Vô minh là không giác ngộ. Rồi ai có trước thì nói người nào? Vô minh có trước, phải không? Người chuyển đề có sao? Tại sao vậy? Bởi vì cái người vô minh với cái người chuyển đề là sau khi tỉnh giác rồi mới gọi là người đã chuyển đề, phải không? Còn vô minh thì nó có sẵn từ bao giờ với cái kia, mà cái kia có sẵn đó nhưng bị vô minh nó phủ, rồi sau này mình nhận được cái người xưa đó rồi mới buông được vô minh, phải không? Thì như vậy cái nhận được buông vô minh thì vô minh có rồi mới buông nó, phải không? Như vậy thì nói vô minh là có trước. Hỏi cho rồi người chuyển đề vì sao ở sao, nữa đó người hướng đi vì hồi trước có mà không thấy, rồi sau này nghe dẹp vô minh mà thấy, cho nên gọi là người hướng đi. Tăng thưa thế ấy thì người vô minh chẳng từ nay đi, như vậy thì vô minh không có đi sao? Phải. Tăng thưa đã chẳng từ nay đi thì vô minh ấy từ chỗ nào đến? Nếu không đi thì làm từ đâu đến? Thì đáp chỗ sáng chẳng dám vào. Vô minh là chỗ nào sáng không có, phải không? Chính như tối đâu, nó không dám tới chỗ sáng. Thì như vậy nó là cái lối nói rất là rõ. Tăng thưa đâu chẳng phải chẳng nên chẳng ám. Thì như vậy sau cùng thì chỗ đó không phải tối không phải sáng sao? Thì nó phải. Thì chính khi ấy thì thế nào? Chẳng cho chạm, nên chỗ đó là không cho bắt kẹt. Sư lại bảo chuyển đề có nhiều thứ, một giết cha giết mẹ, làm Phật thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, quỷ quệ và lam, đây quyết định thật báo chịu các thứ khổ. Đó gọi là tội ngũ nghịch đó. Tội ngũ nghịch cũng gọi là chuyển đề. Cũng hai cũng làm như trước, nhưng mà giết cha vô minh, mẹ tham ái, chẳng tin có Phật pháp tăng có thể phá, có già lam có thể hoại, cho là nghiệp tự tâm mà thành, nên đọa cũng chịu các thứ quả báo. Hy vọng hai loại này nên xuống chẳng đồng. Bởi vì cái hạng thứ hai này là giết cha vô minh, còn hại là hại mẹ tham ái. Rồi thấy Phật pháp tăng là không có thể phá, vì sao? Bởi vì Phật pháp tăng không có cái thật, già lam không có thể hoại. Thì như vậy với cái hạng này là cái hạng chuyển đề nào? Có tu không tu?
À, cái hạng này là cái hạng mà từ Bồ Tát đến Bà Trường. À, như vậy thì cái hạng trước nó thì xuống, mà cái hạng sau này là lên. À, còn biết chính mình có việc bản lai gọi là cha mẹ, chẳng nhân bên ngoài mà được, không tu không chứng, phi nhân phi quả, chẳng do thấy được, chẳng từ chính là thành, chỗ được chẳng khởi chấp cha gọi là giết cha, chẳng khởi chấp mẹ gọi là hại mẹ gọi là hại, tức là tất cả việc bổn phận chẳng giữ chẳng còn nên gọi là giết hại. Vừa có mãi mai chính trọng được ý vị thì chẳng thành, chỉ biết có việc chính mình nên gọi là đại chuyển bề. Do đây dấy lên diệu lực, tức là thể hội tông thừa từ trước, thừa kế việc nhà, thành các đức đường quyền, phá các công bại, như lão nhân tân phong thế chỉ. Như vậy thì đại chuyển bề là chỉ cho cái người nhận ra được cái bản lai của mình, mà cái bản lai của mình cũng gọi là cha, gọi là mẹ, có khi nói là khố của cha mẹ đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý. Như vậy thì cái người đại chuyển bề chỉ cho cái người đi thẳng, nhận ngay như mình có cái chân thật mà không có qua khứ bạch, đó là đại chuyển bề. Đời đường nghe hiệu thiên phục, mùa hạ năm Tân Sửu ban đêm, sư hỏi phi sự, hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Phi sự thưa ngày rằm tháng sáu. Sư bảo tàu sơn bình thăng đi hành thước, đến nơi chỉ biết 90 ngày là một hạ, sáng mai giờ thìn ta đi hành thước, hôm sau đúng giờ thìn thắp hương. Sư ngồi yên lặng mà quá, họ cấp 2 tuổi được 37 tuổi hạ. Vua ban tự là nguyên chính thiền sư, pháp hiệu Phước Nguyên. Xong một vị, thêm một vị nữa. Thiền sư Đạo Ân ở Vân Cư, sư Hạ Vương người ở Ngọc Điền, U Châu. Thở bé sư đã xuất gia theo thầy học đạo. Năm 25 tuổi, sư thọ giới cụ túc tại chùa Diên Thọ ở Phạm Dương. Bổn sư bác học kinh luật thanh văn, sư tha, kẻ đại trưởng phu đâu sẽ chịu luật nghi trồng quá ư. Sư bèn đến núi Thúy Phi hỏi đạo và ở lại đây 3 năm. Như vậy thì đối với kẻ đại trưởng phu thì coi luật nghi như là cái gì trồng quá mình. Bây giờ tôi hỏi mấy chú, nếu người nào mà như hồi nãy nói đi đứng nằm ngồi đại tiểu ăn cơm mặc áo không có một điểm gì khác, cần giữ giới không? Cần không? Còn mình tại sao giữ giới? Tại vì khi mà con khỉ nó thuần thuộc nó nằm đó thì cần di chuyển không? Còn nếu con khỉ chạy nhảy tiếp tục thì cần di chuyển không? Như vậy thì sở dĩ có dây chuyền là tại vì nó chạy nhảy, phải không? Nếu nó hết chạy nhảy thì dây chuyền là thừa, phải không? Như vậy cho nên cái người đại trưởng phu khi người ta không có kẹt sống với thông viên ý mã nữa thì giới luật có cần gì? Còn mình phải thông viên ý mã cho nên giới luật rất cần. Chừng nào mà mấy chú như vậy thì tôi phải tụng giới, phải có thỉnh nguyện nữa, phải không? Có lỗi gì mà phải thỉnh, nhưng bây giờ phải tỉnh nguyện đường đi là tại vì còn đủ cái chuyện. Một hôm có du tăng từ dự chuyên đến khen ngợi pháp hội ở Động Sơn, sư liền từ tạ đến Động Sơn. Động Sơn hỏi từ đâu đến, sư thưa từ Thúy Vi đến. Thúy Vi có lời gì dạy đồ chúng? Thúy Vi tục cúng dường La Hán. Con hỏi cúng dường La Hán, La Hán có đến chăng? Thúy Vi hỏi con mỗi ngày ông ăn cái gì? Thật có lời này chăng? Có, chẳng uổng tham kiến bậc tác gia. Thà lê tên gì? Tên Đạo Ưng. Lại nói lên trên, nói lên trên tức chẳng tên Đạo Ưng. Như đã tương tự với ta lúc đến cùng nhau. Thì trong cái tâm dân môn, cái mã tên nó là coi như là một cái thuộc vậy. Có hỏi ông tên gì? Thì nói tài tưởng nói lên trên. Thì nếu mà nói lên trên hợp lý thì sao vô ở liền. Sư hỏi thế nào là ý tổ sư? Động Sơn đáp, sau này Xà Lê có nơi chốn ở yên, chẳng có người để hỏi như thế, phải đáp là sao? Không đáp mà hỏi lại, nếu trường hợp ông bị hỏi, ông sẽ đáp sao? Thì ông sẽ nói Đạo Ưng tội lỗi. Cái câu đáp được mà hỏi, tức là có lỗi rồi. Động Sơn hỏi, ta nghe là thượng tư đại, sang làm vua nước Nhật là thật giả. Sư thưa, nếu là tư đại, Phật còn chẳng làm vốn là làm vua.
tổng sư gật đầu. Câu chuyện này nó thế này, đó là tôn đại là chỉ cho hòa thượng Huệ Tiên là thầy của ngài trí giả đại sư ở núi Kim Thai, thì nói đồn rằng ngài xâm lòng vua nước Nhật, cho nên nhân cái chuyện đó mới đặt ra cái câu chuyện hỏi là nghe nói ngài Tư Đại là xâm lòng nước Nhật làm vua nước Nhật phải không? Như vậy thì có hỏi Tư Đại là ông lịch sử đó hay là Tư Đại nào? Là Tư là biết là nghĩ đó, là cái biết cái nghĩ mà trùng hết đó là đại. Thì cái đó thật còn không làm muốn nó làm vua thì ngày đặt đầu. Một hôm Động Sơn hỏi từ đâu đến, cứ đạp núi đến, quả núi nào nên ở, có quả núi nào chẳng nên ở. Thế ấy là cả nước đều bị xào lên chiếm hết, chẳng phải. Thế ấy là ngươi đã được luồn vào, không đường. Nếu không đường làm sao được cùng võ tăng gặp nhau, nếu có đường thì cùng hòa thượng cách núi vậy. Kẻ này về sau ngàn muôn người nó chẳng biết. Nên tôi thấy cái lối đó đó nó giản dị mà thật là lý thú. Nó từ đâu đến thì đã mình nói là từ chỗ nào Châu Đốc Cần Thơ gì đó phải không, nhưng mà nói đạp núi đến. Núi đến mà nếu đạp núi đến thì tức là đi qua nhiều núi thì mới là quả núi nào nên ở. Thế vậy anh đã qua nhiều núi thì cái núi nào ông thích, có quả núi nào mà chẳng nên ở hết. Thì như vậy chỗ nào cũng nên ở hết, thì như vậy tức là mình chiếm hết rồi. Cho nên thế ấy là cả nước đều bị sợ lên chiếm hết. Thì ông nói chẳng phải, nếu không chiếm thì tức là ông đã có đường vào đâu, nó không đường nữa. Nó không đường thì được vẽ lại, nếu không đường thì làm sao để cùng lắm tăng gặp nhau, nếu ông không có đường thì làm sao tới đây được gặp ta. Thì cái câu này nếu mà dụng dụng thì mắc kẹt giống như cái nhà trước không ở trước, phải không? Hãy cho em văn cho nó cưỡi phải nạn dưỡi những người cả nước dở cũng không nổi, những người cả nước dở nổi sao đang tới đây thì biết. Thì cái này hết không đường tại sao đứng tập đó ăn được, thì nếu mình không khéo chuyển thì biết rồi. Thế không nhận hết, nếu có đường thì cùng hòa thượng cắt núi. Thì cầu nó thấy là khéo như vậy, cho nên đi khen cái này về sau ngàn muôn người sống chẳng biết. Đó là cái đặc biệt, chứ còn không thì kẹt cái đó là không có trả lời nổi. Chư theo Động Sơn lội qua suối, Động Sơn hỏi nước cạn sâu, chư thưa chẳng ướt. Động Sơn bảo kẻ khô, chư thưa tỉnh thầy nói. Động Sơn nói chẳng khô. Như vậy thì ở trước nó nói chẳng ướt được xem là khô, rồi sau hỏi ngài nó nói chẳng khô. Thì vậy cái nào hơi cái nào? Lội qua suối phải không? Mà qua suối thì để biết cạn sâu thì lúc đó mình có ướt chưa? Mà nói sao? Chẳng ướt tức là nói còn trong cái tưởng chứ không phải là cái thực. Bởi vậy cho nên chê cạn khô. Bây giờ nói ngài thì nó chẳng ướt. Nó chẳng khô tức là ướt. Và tại sao không ướt? Cũng nghe chứ, tại sao không nói khô mà nó chẳng ướt? Bởi vì nếu nó ướt nó khô là bị phạm húi phạm đó. Cho nên cái lối của tâm và đạo này không cho mắc kẹt cái tên thiệt mà để dùng cái lý hồi hộ. Nó là chẳng ướt tức là khô, và chẳng khô tức là ướt tức là đó là cái lối hồi hộ là như vậy, cho nên không cho phạm húi. Chứ làm cơm, Động Sơn hỏi làm gì? Chứ cứ làm cơm, Động Sơn hỏi dùng muối nhiều ít. Chứ cứ xoay vào, Động Sơn hỏi làm thành vị gì? Chứ cứ đắt. Thì làm cơm thì ngài Động Sơn nghe nói làm cơm đó, cho nên ngài muốn cho mắc bẫy hãy dùng muối nhiều ít. Thì nếu mà nói nhiều và nói ít thì kẹt chưa? Ngài nói xoay vào tức là bỏ vô quậy thôi, bỏ vô quậy chúng ta chưa thấy vào tức là bỏ vô quậy. Thì như vậy chúng ta đúng đó thôi, bỏ vô quậy chúng ta nhiều ít. Như vậy thì bỏ vô quậy vậy thì thành cái vị gì? Nếu mà còn nó bị mềm bị nọ là kẹt nữa là chắc nhớ là xoay vào thì sẽ được, chẳng nói bị gì hết. Đó là cái trả lời chó cháu. Thằng xem hỏi chứ
người đại chuyển đề giết cha hạ nhẹ, làm thân thật nóng trẻ máu phá và hợp tăng, khác biệt như thế dưới dưỡng đâu còn, yêu thương mới được dưới dưỡng. Đại chuyển đề nãy đó, từ đây Động Sơn giao sư làm lãnh tụ trong chúng. Khi kết khảo an nơi tam phong, trải qua tuần nhật không xuống ra đường, Động Sơn thấy lạ hỏi, mấy ngày nay sao ngươi không đến thọ trai, chứ chưa mỗi ngày có thiên hình cúng dường. Động Sơn bảo, ta bảo ngươi là kẻ vẫn còn kiến giải, như rảnh chiều lại, chiều suy đến, Động Sơn gọi, xin ngăn chủ, xin hình dạ, Động Sơn bảo, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là cái gì. Khi trở về an ngồi yên lặng lẽ, thiên hình tìm mãi không thấy, trải ba ngày như thế mới thôi cúng dường. Mấy chữ thấy, nếu mà không học mấy cái này, mình tu dễ kẹt lắm. Bởi vì ai tu mà nếu được yêu thương đang cúng dường một bữa cơm thì chắc nhớ ngàn đời. Phải không? Như đây mà giả sử chứng nào học hết mà được yêu thương đang cơm cúng dường rồi không nhận đồ trong chùa thì hắn buồn chưa? Mà chắc mình cũng đồn xung. Phải không? À, được vậy là quá hay rồi. Tu mà được chư thiên cúng dường, được chư thiên cúng dường như vậy mà bị ngài Động Sơn chê, còn kiến giả, tại sao vậy? Tại sao chê còn kiến giả? Kiến giả ở chỗ nào? Bởi vì cái tâm mình á, giới niệm thì chư thiên ma quỷ nó thấy, mà cái người giới niệm thiện thì chư thiên chê, ở giới niệm ác xấu thì chê, mà người thuần thục những niệm thiện không thì chư thiên mừng quá cái chư thiên. Còn niệm mà niệm thiện, niệm tốt thì được cúng dường. Bởi vậy cho nên còn kiến hạ. Và khi không niệm thiện không ác, tức là buông cả các niệm nữa, thì lúc đó hết đường thấy, mà hết đường thấy thì hết cúng dường. Như vậy nó mới là thể đọc được cái chân thật. Như vậy thì vô cứu dường là còn có tâm thiện. Bởi vậy nên học đây rồi, tôi nhắc cho mấy chú nhớ để nhiều khi không hiểu. Để tâm nhạc thiền, thường đặt nghi vấn. Học lưỡi một, mấy chú có nhớ một vị thiền sư nào mà được chim nó tha hoa, tha quả cái cúng dường không? Nhớ không? Quên hết rồi. Lại Dung, nhớ là Lại Dung không? Mà có Dung đó, nó là ngồi tu trên núi mà chim tha hoa tha quả cái cúng dường nè, cọp nó hồng nè. Nhưng mà khi tứ tổ đến rồi ngồi được lý thiền tông rồi, ngang đó cái chim hết cúng dường, người ta đặt câu hỏi như vậy đó, là trước có trước hay là sau có trước? Trước hơn là sao hết? Thì trước được tiên thấy cúng dường thì quá biết rồi, phải không? Còn sao mình hết cúng dường, em hết cúng dường, phải không? Mà mình luôn luôn vậy, thế gì mà được người ta thấy cái cúng dường là nó có phước, mà chừng ta hết cúng dường thôi, ông mới hết phước rồi, phải không? Nhưng mà nếu không học cái này thì chú làm sao biết cái đó? Nghĩa là được cúng dường là lúc đó còn tâm, là tâm thuần thiện. Cho nên chim thú nó thấy, nó có một cái cảm ứng được, nó cúng dường. Nhưng mà tới khi đặt tứ tổ thì lúc đó nó mới sắm bạc hết ngoại niệm. Ngoại niệm bạc hết, chúng đâu còn thấy thì cúng dường. Biết đâu mình kiếm cúng dường. Ở đây chim thành kiếm ba hôm mà kiếm ba không thấy. Mà bây giờ chắc là ổng vừa bước vừa chửi, thấy mình chạy ra đó người thấy sao, mà thấy mình chạy xóm chạy làng đúng hết. Bởi vậy cho nên ba ngày mà không tìm ra tâm thức, như vậy mới thấy cái chỗ đặc biệt của cách này. Như vậy đó là đi đúng đồng nào đều là duy như. Như vậy không phải như con tròn, như con trâu, đó thì ăn khác rồi uống là gì, phải không? Ba ngày mà không có tâm thức đó, đến được như vậy đó mới là thực tế. Như vậy thì khi mà tới chỗ đó rồi thì chiêm thú, chiêm thiên hết thấy, hết cảm thông được. Cho nên hết ai cũng được. Để vậy mới nhớ ngày Nam Tiền mà bị thổ địa biết tâm đó. Thật là mới tới tư dân ở tiêu tu hành vô lực, bị quý thần thấy tâm đó. Nhớ không?
Còn mình bây giờ đi đâu mà thổi bữa mắt cho ai cái mình quýnh quýnh quá, mình đi cái tiêu kia bấm trước rồi thì mình quá chừng rồi mình mà không ngờ bị nó thấy. Thì thánh trụ ở núi Văn Cư tí chúng đua nhau tìm đến pháp hội nơi đây rất hạnh hàm. Khi lại chúng Phật pháp đâu có nhiều việc, hành việc là phải, chỉ biết tâm là Phật, chớ cho Phật chẳng biết nói. Nghĩa là Ngài nói sẽ không có nhiều việc, hành được là phải, thế là phải làm sao mình sống được. Nên đừng có chạy theo vọng tưởng, điên đảo nữa thì tốt thôi. Thì đừng có lo Phật không biết nói. Tới giờ người nói tôi dốt quá rồi nữa, tôi sẽ thành Phật làm sao giảng kinh cho nghe được. Thấy không? Đừng lo đó. Đừng thành Phật thì nói gì cũng thành kinh. Người lục tổ dốt nát, tiểu hảo nói câu nào giờ cũng duy để học đó. Thấy không? Đó, như vậy thì chỉ lo mình không có được, chứ đừng có lo mình dốt. Muốn được việc như thế, phải là người như thế. Nếu là người như thế thì còn lo cái gì? Đó, mình muốn được vậy thì phải là cái người như vậy. Nếu được như vậy rồi thì còn lo cái gì? Nếu nói việc như thế là khó, thì các bậc tiên đức từ xưa thuần phát chân thật, vốn không khôn khéo. Những vị tiên đức từ xưa các ngài rất là chân chất, rất là thật thà, không có khôn khéo. Mình giờ khôn không? Lành quá trình xảy ra, lý luận thì sao không chịu, khôn quá rồi mất. Người xưa rất là chân thật, rất là thuần phát. Chân thật thuần phát thế nào? Giả sử có người đến hỏi đạo, thế nào là đạo? Hoặc khi các ngài đáp, nói gặp gốc cây là gì? Mình nói rất là tầm thường, cũng như nó cây bá thức xanh vậy đó, rất là tầm thường, không có lý lẽ gì hết. Điều chú trọng việc căn bản ở dưới gốc cây lâu nay đã sẵn có. Nếu thật hữu lực là người bất tư người, nắm đất biến thành vàng. Nếu không có việc như thế, dù ông nói được như hoa như gấm, nói tao phóng quang động địa, thế gian không ai hơn, nói tạo hết mà mọi người vẫn không tin nhận. Bởi lâu nay việc dưới chân nhà mình vẫn rộng không, chẳng có một chút chi lực. Việc dưới chân nhà mình không có được gì hết, không có một chút chi lực thì nói gì ai tính, nói hay cũng là thừa. Các ông ví như con chó săn chỉ biết đuổi theo dấu chân thôi. Nếu khi con gặp con linh dương một tình thì chẳng những không thấy dấu chân mà hơi hám cũng không biết. Ta hỏi con linh dương khi một tình thì sao? Thưa đáp là 6 lần 6 là 36. Hội chăng? Chăng thưa chẳng hội. Thưa bảo chẳng thấy nói không dấu chân sao? Những câu này nghe thì như khó hiểu nhưng mà thật là đối đáp tài tình. Nói rằng chúng ta như con chó săn cứ chạy theo hơi theo dấu. Nếu là con gặp con linh dương một tình nó không có hơi không có dấu được hết biết được sao, phải không? Con linh dương là dụ cho gì? Linh dương một tình dụ cho cái gì? Là dụ cái bản lai của mình đó. Còn theo trên theo dấu, theo hơi theo dấu đó là chân sách chủ nghĩa đó. Theo trên theo dấu vậy, cái kia cái mình hết biết được, cái bò theo chủ nghĩa quen rồi cho nên nói cái kia thì hết biết. Để hỏi con linh dương khi một tình thì sao? 6 lần 6 là 36. Thì hỏi hỏi cho anh, nó không hỏi. Nói vậy con hỏi thì ngài bảo chẳng thấy nói không cho ông hỏi, tức là hiểu. Mà hiểu tức là có ý nghĩa, tức là có dấu vết để trong tiền. Mà cái đó không có dấu vết, cho nên nói 6 lần 6 là để chấm dứt dấu vết. Anh mình đưa nghe câu đó là biết suy nghĩ 6 lần 6, 36 nghĩa là gì? Càng suy nghĩ là càng sạch. Một người tăng ở trong phòng tụng kinh, khi ở ngoài cửa hỏi, và đây tụng đó là kinh gì? Tăng thưa, kinh Di Ma. Sư bảo, chẳng hỏi kinh Di Ma, người tụng là kinh gì? Vì tăng này nên đó được ngộ. Bây giờ tôi bảo với chú, chiều chiều người tụng kinh gì? Nó to cái, kinh Bát Nhã. Bây giờ tôi muốn hỏi người tụng là kinh gì? Sao ngộ? Người ta hỏi chứ ngộ, chứ không hỏi ngộ. Thành cái câu câu đó mà người kia nghe ngộ, người này nghe không ngộ, lỗi tại đâu?
Các vị quan liêu đến cúng dường hỏi: Thế Tôn có mật ngữ ca diếp chẳng xuống tàn, thế nào là Thế Tôn mật ngữ? Chư loại thượng thơ, vị quan thấy dạ. Chư hỏi hội chăng? Vị quan thưa chẳng hội. Chư bảo: Ông nếu chẳng hội thì Thế Tôn có mật ngữ, nếu ông hội thì ca diếp chẳng xuống tàn. Trả lời rất là khéo, phải không? Thế kêu vậy mà nếu ông hiểu thì không hiểu thì Thế Tôn mật ngữ, nói là không hiểu thì mật ngữ. Còn nếu ông hiểu thì ca diếp phải xuống tàn, chứ có che giấu gì ông đó. Như vậy thì trả lời rõ ràng. Tuy vậy chúng, các ông dù học được việc bên Phật vẫn là dụng tâm sai lầm rồi. Các ông đâu không thấy cổ nhân giảng được chư thiên lãi qua cúng dường, đá gật đầu còn chẳng can hệ việc chính mình, mà ra còn có nghĩa gì? Đó. Giảng là chư thiên lãi qua cúng dường, giảng là đá gật đầu. Đá gật đầu chú biết là chuyện gì không? Nói thời Đông Tấn, thời nào đó, Giao Tần, thời này chúng ta đang học đó. Đệ tử ngày Chu Na La Thập là Trúc Đạo Sanh. Ngài Trúc Đạo Sanh, ngài khi nghiên cứu kinh thì lúc đó kinh Niết Bàn chưa qua Trung Quốc, rồi ngài nghĩ rằng chúng chuyển đề có một tánh, nhưng mà kinh không có nói. Rồi ngài nói rằng chúng chuyển đề có một tánh được bị các sư phản đối, nó nói vậy sai kinh, cũng tức quá. Ông lên núi ông chắc một hàng đá để làm chứng đá, hôm nay ông đá nói chuyến đề khó tập tác đúng không, chứ ông gật đầu thế ông đáp gật đầu. Cho nên nó gật giả và đá gật đầu, nó là vậy đó, nó là cái câu chuyện ngày trước đó. Nói là sau này kinh Niết Bàn qua thì nó chuyến đề có một tác thì nó mới thấy ngài nói đúng. Vậy đó mà nói rằng còn chẳng can hệ việc chính mình, cũng là còn bên ngoài thôi, chứ còn chưa có can hệ với việc chính mình. Ngoài ra còn có nghĩa gì? Như hiện nay ta đang thân tâm hữu hạn nhằm trong vô hạn mà dùng thì có do thị chi? Thân tâm này là hữu hạn, còn cái kia là vô hạn. Đang cái hữu hạn mà dùng được cái vô hạn, nó thấm vào đâu? Như đang khúc cây vuông xa vào lỗ tròn thì tự sai ma giữ, nếu không hợp với việc ấy, dù nói tuy như qua đẹp như gấm vẫn là vô dụng, vì chưa rời tình thức vậy. Nếu tất cả việc đều hướng trong ấy đến sắp hết mới được không lỗi, mới được thức thân. Dù cho mình giảng hay tuy như qua đẹp như gấm cũng không đủ dùng, chỉ có dẹp tất cả thì mới có không lỗi, mới được thức thân. Nếu một sợi lông, một mái tóc dẹp chẳng hết, liền bị trần lụy, huống là quá nhiều, sai chừng hào ly phạm lỗi bằng quả núi. Một mái lông, một sợi tóc còn bị trần lụy, mấy chú còn chuyện nhiều. Còn bằng bồ lúa mình không? Thì trần lụy thì quá lâu. Cổ nhân nói, chỗ học chẳng sạch hết, thấy là kẻ thế gian, việc trong khoe cát bỏ chẳng đạn đều là rỉ chải, phải nhắm trong ấy nhận lấy, trong mọi hành động đều dẹp sạch tất cả việc mới được không lỗi. Như người tự sự đều liễu, vật vật đều thông, chỉ gọi là người liễu sự, chẳng gọi là người là tôn quý. Mọi dạch dạch đều liễu tức là rõ hết, tịnh tử đều thông suốt, mà cũng gọi là người liễu sự chứ chưa phải là tôn quý. Vậy chú thấy cái gì đặt ở đó? Nên nếu tôn quý tự có đường riêng, là vật thế gian rất trọng quý chẳng được, sau này hướng bên tôn quý như nãy nói, nếu còn hướng tôn quý thì bị đọa, tôn quý đọa đó. Nên nếu không thể nghĩ bàn chẳng xứng tâm mong muốn, tức là không có hợp với cái tâm mong muốn, chỗ đó là chỗ không có khởi niệm, khởi tâm. Do đó cổ nhân nói, ví như hai gương sáng, ánh sáng đối nhau, ánh sáng soi nhau, không thiếu, không dư, đâu chẳng phải là một loại, vậy mà vẫn còn gọi là việc bên ảnh tượng,
như cái hai gương đối nhau, tức là thầy trò nó có cái sự khế hợp như vậy, còn gọi là cảnh tượng. Như khi mặt trời mọc lên, ánh sáng xoay khắp thế gian là một nửa ngày gọi là gì? À, mấy chú thấy, như mặt trời mọc nó xoay trên cái quả đất của mình, thì nó như vậy là ánh sáng xoay trong cái quả đất này nó là toàn diện của ánh sáng mặt trời hay là chỉ một phần? Quả đất mình nó chỉ có một phần mặt trời xoay thôi, phải không? Còn cái xoay nó là trùm hết, thì cũng vậy. Nên là dầu cho thông minh mấy đi nữa thì cũng là một phần nhỏ của cái chân thật đó thôi, chứ còn cái chân thật nó cũng trùm hết. Như vậy hai người chưa nhận được việc thô thiển, bóng sáng ngoài cửa, mà muốn làm việc trong nhà thì làm sao làm được? Đó. Như hiện giờ mình chưa có nhận được cái sáu đường thần quang thì làm sao thấy được cái gốc bên trong, phải không? Như vậy thì sáu đường thần quang là cái sáng ngoài cửa mà chưa thấy, phút nữa là thấy được trong nhà. Như vậy cho nên ban đầu kinh hay là tổ chỉ cho mình cái cửa trước, đưa Phật tử lên kêu dạ vân vân, đó là chỉ từ cửa, phải không? Từ cửa đó đụng vào, chứ còn không có chỉ được cái gốc bên trong. Thế dạ, người được chẳng nhẹ nhỏ, người sáng chẳng dùng hèn, người biết không than thở, người hiểu không sáng thấu. Sao kỳ vậy? Người được chẳng nhẹ nhỏ, như tổ làm thế, có nhẹ nhỏ không? Là thiết là đánh, là gì? Đã nắm được cái đó rồi, tôi không có cần phải mềm mại, êm ái để cho người khác tới nữa, mà chỉ thắng, cũng như Ngài Đức Sơn, phải không? Cũng vậy, giờ tôi dụ như ở đời, có người nào đó học được một cái nghề tuyệt xảo, mà cái nghề tuyệt xảo ổng có nắm thẳng trong tay rồi, thì ai muốn lại học ổng, ổng có năng lý, có dỗ dành không? Ổng đâu có cần, phải không? Ổng có thể ổng ra hiểu mẹ, mà tại có người giỏi cho nên ổng phải nó mạnh, ai cần ổng thì đó. Còn nếu mà mình cái nghề kèn kèn đó mà ai muốn học cho mình thanh lý không, yêu cầu không? Bởi vì cái nghề mình chưa được xứng đáng, mà người ta muốn học thì cũng là theo uy tín như mình, cho nên dụ dỗ khuyến khích để cho họ học. Như vậy cho nên nữa là được thì không có nhẹ, không có nhỏ, còn nếu không được mới có cái nhẹ nhỏ đó. Người sáng thì chẳng dùng hèn, nếu thật sáng thì dùng những cái đồng thượng trí. Ví dụ như đêm có trăng thì càng cầm đuốc không? Phải không? Đêm có trăng thì có trăng rồi thì khỏi đuốc trí, khỏi đèn trí. Còn sở dĩ có đèn có đuốc là gì không sáng, phải không? Thì cái đuốc đèn là cái hèn, cái nhỏ đối với mặt trăng. Người biết không than thở, tại sao biết không than thở? Có nhiều người nói tại tôi biết nên tôi mới than thở, phải không? Nhưng mà sự thật bây giờ tôi nói ví dụ này để chú thấy. Ví dụ như có người cạo tóc xuất gia ở chùa 5 năm 10 năm mà không hiểu gì đạo lý hết, mỗi khi nhớ lại muốn tu không biết làm sao tu, có than thở không? Còn nếu như có người xuất gia rồi học đạo rồi mình nhận ra lý đạo, vui vẻ thích thú, có than thở không? Cho nên biết thì không than thở, còn không biết mới là thành thở. Người hiểu không sáng thấu, ai mà hiểu không sáng thấu? Bây giờ giả sử trong chúng đây mà có người nào đem phùi đem phối lùng thịt tốn tha, nhưng mà người đã hiểu là hai nên mình có ông chủ, thấy không? Ông chủ đó là không có xấu, không có đen, không có lùng, mình thấy không? Còn cái thanh đen lùng này là cái thanh tạm bợ dài 30 năm, 30 năm thì nó hoại, thì cái thân đẹp cao lớn sáng sủa của người khác và cái thân lùng đen của mình đều là cái tướng giả cái chục năm hoại đó, không quan trọng. Mình có cái đó người kia có đó như nhau, thì biết vậy có chán cái thân xấu không? Còn cái gì chán thân xấu là thà không biết có cái đó, thì chỉ thấy cái thân này người là thua người ta quá buồn, phải không? Cho nên mới chán. Còn nếu biết thì có cái đó thì có thua ai đâu mà chán. Từ trời rơi xuống là bằng cùng, từ đất ngọt lên là phú quý. Trong cửa ra thân là dễ, trong thân ra cửa là khó. Mấy cái lời này nghe thì thật là rắc rối, phải không?
hãy sao từ trời rơi xuống ở bằng cồn? Đó là cái câu này ông Tăng ông cũng thắc mắc, câu hỏi thì Ngài đáp: chẳng quý mà được. Thế nào từ đất hoặc lên là quý? Trong không mà được có. Để cái gì mà dễ được, từ trời rơi xuống bất thành rất là đột đó. Thì cái đó là dễ quá, thấy không? Cho nên nó là bằng cồn. Còn dưới đất dọc lên, dưới đất từ chỗ không có hy vọng gì hết mà mình cầu mong mình làm gì đó, mình vui sớm mà nó hiện ra được. Ví dụ giờ mấy Trung Quốc đất tiền vàng và cuốn cuốn là trình thấy được công đoàn mình không? Quá mình bởi vì mình trong mong nó mà giờ nó phát lên. Thì đó là cái ý nghĩa ở hai sự việc, nhưng mà cũng nói là ý nghĩa nếu do người khác mà mình nộ thì nó không quý, mà từ mình phát ra thì nó mới là quý. Rồi trong cửa ra thân là dễ, trong thân ra cửa là khó. Nếu mình là cửa, nếu mình là thân, với cái một cửa cái một thân chưa? Cửa là sáu căn, mà thân là cái thân vô tướng đó. Tức là từ sáu cửa mà nhận ra cái thân vô tướng là dễ. Tức là từ cái mặt thân thứ hai mà từ cái mặt thân thứ nhất là dễ. Còn nếu từ cái trong cái thể đó mà thấy là cửa thì khó, bởi vì không manh mối để mình mà tiến vào, cho nên đó là khó. Cho nên từ thân ra cửa là khó. Động thì trong thân ngàn thước, chẳng động thì liền đó mặt mầm. Nếu vừa còn có thể thân động niệm thì trong ngàn thước, còn nếu không thể thân động niệm thì ngay đó bằng bồ đề nảy sinh. Một câu nói siêu pháp cứu được người đương thời, nói bàn chẳng cần nhiều, nói nhiều ác là vô dụng. Đó là hết cái đoạn đó rồi. Tuy dạy nếu không thật có được thì không chỗ mong, nói không lẽ phải, hành không chỗ lương, tâm không chỗ giá, đến cột mới được không lỗi. Nếu không thật có, tức là lưỡi mộ rồi thì thấy tất cả pháp đâu có thật. Được thì không chỗ mong, nếu được rồi thì còn gì nó không hỏi. Nói không phải lẽ, lẽ phải, tức là nói thì không còn thấy có đối đãi và giấy là phải. Hằng không chỗ nương, nếu nhận được cái đó rồi còn cái chỗ nào để mà nương. Tâm không chỗ giá, bởi vì cái tâm chân thật đó nó không phải kẻ cái chỗ nào, không phải có nơi chốn, cho nên không chỗ giá. Đến tột mới được không lỗi, tột được cái đó mới là không lỗi. Ở chỗ đông như không người, ở chỗ không người như đông, nơi thân như không thân, ở thế như không thế, đâu chẳng phải đức vô diệu, vượt hơn muôn loài, phá phải tất cả các buộc. Mấy cái này mới là đặc biệt. Ở chỗ đông như không người, ở chỗ không người như đông, nếu chưa được cái đó không? Tới chỗ đông có thể bao nhiêu cái thứ văn thân lộn xộn nó muốn đánh lô tô trong được. Còn cái chỗ không người có thể búa tay búa chân ra hết. Như vậy thì mỗi nơi mỗi cảnh đổi thì cái con người có đó đổi. Còn đây làm sao cảnh nào là cảnh mình cũng vẫn duy duy. Phải không? Đông cũng như con người, con người cũng đông. Tức là cảnh nào là cảnh mình vẫn duy duy. Rồi nghe thanh như không thanh, ở thế như không thế. Đó là liên hoan thân này nhưng mà thấy nó không thiệt thì như vậy là sao? Bác thân mà như không thanh. Phải không? Ở trên cái đời này mà không hiểu ô cái gì hết thì ở thế như không thế. Đó là những cái câu nói rất là đặc biệt. Mà nếu được như vậy á, nó gọi là được cái đức vô diệu, nó vượt hơn mọi loài, nó thoát khỏi tất cả có buộc. Ngàn người, ngàn muôn người được, còn nói chẳng bằng mình. Như vậy thì chầu trai tiếng cái gì đạt được cái gì cũng không bằng cái người đó. Nhưng hiện nay được cộng khởi một loại ban đầu, cổ nhân nói, thể hội được việc bên này, lại than vẫn đạt bên kia. Thể hội gọi là được cộng khởi một loại ban đầu, tức là nghe rồi hiểu, gọi là cộng khởi. Cộng là có mai, có trong hợp lại là cộng khởi. Được như vậy đó thì mình tưởng là hay, nhưng mà với người xưa thì nói thể hội được việc bên này nhưng mà lại vẫn đạt việc bên kia, tức là mới được có một bên thôi chứ chưa có thực được.
bên này có việc gì, bên kia lại dẫm đạp gì. Sở dĩ nói có cũng chớ đem đến, nói không cũng chớ đem đi. Chuyện tại đây là việc nhà ai, đừng nói có, đừng nói không, chỉ ngay cái việc tại là cái gì. Như vậy thì thiền là chỉ cho cái thực tế hiện tại này. Cho nên nó dương tứ đó, dương tứ gì? Thường tạo nhiên, phải không? Phải làm ngay dưới đây mà thường lặng lẽ. Cái đó là cái chủ yếu của thiền. Đừng nói có, đừng nói xong, đừng nói trước, đừng nói sau. Phải không? Bây giờ mình đừng nói trước, đừng nói sau, có gì để nói? Đối với chúng nói câu là đừng trước, đừng sau. Thế một câu đi, đừng trước, đừng sau, chúng nói một câu rồi. Chuyện hôm qua, anh chuyện sắp tới, nó ngay bây giờ không có gì đến hết. Thì vậy, nếu để hỏi việc này, phải như người thở ra không hít vào, mới cùng người này xứng đáng. Thở ra không hít vào là người gì? Là người chết. Đọc muốn được nghệ như người chết mới xứng đáng, còn mình sống là chết. Sống trọn vẹn quá. Thì sống quá sống cho nên rồi, nó khó mà xứng đáng. Nếu thể hội được ý người ấy mới cho ít phần nói bài, mới có ít phần hành lý. Là nếu thể hội được như vậy mới được ít phần nói bàn, ít phần hành lý. Tạm thời chẳng hiện như đồng người chết, muốn là như nay bàn năm lũng tháng. Một chút dây một dây cái đó đúng người chết. Bởi sao vậy? Vì cái đó là hiện hữu, là nhân quả, thì mới là sống. Mà mình cứ nhớ chuyện cũ, chuyện cũ đã qua là mất, chuyện tới, tới chưa đến là không. Nếu cái mất cái không là chết được rồi. Thành ra mình sống với cái chết, chứ không sống cái sống. Còn cái sống hiện hữu đừng lạc là một lần. Cái sống cái quá khứ là đã qua là mất. Như là ai chưa đến là không. Còn sao? Hai cái đó là sống với hai cái mất thì cái không, không là sống cái chết là gì. Cho nên quên cái đó là sống đồng người chết. Nếu như là bàn năm lưỡng tháng, năm nay năm mấy, gì đó, năm tình năm hợi gì đó, rồi coi đủ cái chuyện bạc, phải không? Như người thường hiện thì do việc gì mà chẳng, việc nhà chẳng xong, do gì việc nhà chẳng xong, muốn biết việc lâu xa, chỉ như việc hiện nay biết được lâu xa cũng được, đó. Nếu như người mà thường hiện, tức là lúc nào mà chúng thờ trước mặt đó, thì còn lo gì mà chẳng xong. Mà muốn nghĩ là mai kia thế nào thì phải, hiện nay để chi để thì mai kia như vậy, phải không ạ? Nhưng người ở biển phương về nhà, đi đến là phải, phải thì tất cả đều phải, chẳng phải thì tất cả đều chẳng phải. Cũng như mình đi xa về, tới cái ngã ba thì mình không nghĩ, không biết phải là đường bên tay trái, là đường về nhà mình, hay là đường tay phải. Mình đi không nhìn vậy, thì mình biết được đường tay phải là đường về nhà mình. Nếu biết đúng á thì ta bước đi mỗi bước đều đúng, càng đi thì càng gần. Còn nếu nhà mình nó tay trái mà mình bắt tay phải, mình đi tay phải là đúng là sai. Sai mà nếu sai thì mỗi bước nó càng sai, mà càng bước nhanh thì nào thì ta nhiều thì thấy, mà càng lâu thì càng sai, phải không? Vì vậy cho nên đúng thì mỗi bước đều đúng, mà càng sai thì càng bước càng sai. Cho nên những người tu mà lạc rồi thì càng tu càng tinh tấn tu là càng nguy hiểm. Nếu là nếu lạ tôi thì dừng lại hỏi thì đã hết. Còn cứ lạ rồi mình cứ cứng đầu đi đi cách thân hái thì sao thì thấy cứng. Đó là gì vậy? Thành được lửa sáng trên đầu phát cũng chẳng phải hay làm tất cả chẳng làm. Nghĩa là ngài bảo mình phải thức lửa trên đầu mới được. Phải chưa có lửa có hát trên đầu chưa? Lửa phát lên đầu tức là trí tuệ phát ra từ ở trong mình mà phát ra, và được như vậy thì tất cả đều sao cũng chẳng phải hay làm tất cả, mà tất cả chẳng làm, tức là vô sự chứ gì, phải không? Nên nói tạm ngày tham việc trước mặt quên mất việc sau lưng, nhớ thấy việc sau lưng quên mất việc trước mặt, như người chẳng trước sau thì có việc gì. À, chúng ta nhớ là lo việc trước thì quên việc sau, nhớ việc sau thì quên việc trước, mà nhớ người không có trước sau thì lo việc gì. Thì nghe đó là hiện tiền. Thế dạy
như xem bạn trong lòng bàn tay quyết định mới có thể tùy duyên. Nếu bạn phải thấy cái đó rõ như là vật nắm trong bàn tay, không nghi ngờ nữa, phải quyết định vậy thì tình đó mới tùy duyên. Thì chưa thấy rõ chưa? Khi đang như cái gì? Như người bị trong sương mù, không thấy, thì là thấy rõ như vật trong bàn tay, quyết định không nghi ngờ thì tình đó mới là tùy duyên. Nếu một như thế thì ngàn muôn cũng vậy, trong ngàn muôn khó làm một hai không thể được. Bởi vì nếu mà một mà nhận được như vậy thì ngàn muôn cũng vậy, nhưng mà nếu trong cái ngàn muôn không phải một hai, vì một hai là cái đối đãi, và hết cái đối đãi thì mới tới cái ngàn muôn được. Đâu chẳng nghe nói người hiểu chiếu là dễ được, người hiểu chiếu rồi thì khó được. Chẳng nói bàn bàn xong mới làm đi hữu. Người hiển chiếu là dễ được, mà người hiển chiếu rồi khó được thì sao vậy? Bây giờ tôi ví dụ như có một huynh đệ nào đó mới phát tâm học thiền, học được chút ít thấy thiền quá, thích quá, thì lúc đó làm có tài sự trên lại rồi, tôi rất là nghe để học tính giống và tài cũng kêu cũng nói giảng đó nghe. Bởi vì thấy đó mà, thì cái đó là người đó người sao? Người hiển chiếu. Đó là mới được thì nó hiển chiếu. Nhưng mà cái người học rồi 5 năm, 10 năm, 20 năm thấy học được mà làm chưa được, biết có nào quá không? Nghe, tại sao như vậy là nó thấy bởi vì thấy mình chưa được. Đó là sách nói, tổ nói thì thấy rõ rồi, nhưng mà làm chưa được, mà làm chưa được cho nên nghe về, chưa nhận hóa. Còn mới nghe hiểu rồi cái thích lắm, nói hiểu biết đó, nó là như vậy. Cho nên tới đó chẳng nói hoàn toàn xong, không phải là xong mà không nói, là không hiểu thiếu, mà đến đó mới là như hiểu. Nếu không được như thế, chẳng cho gắn làm tức sanh não, sanh não tức nuôi sục đạo thì tội đến bên tên thân là thấy chẳng được. Nói gì là đại thoại, bởi vì nếu mà mình chưa có được thì mình khó gắn làm. Bởi vì có nhiều người tu mà gọi là cố gắng quá, bận môi trợn mắt rồi coi như trình trình đó, thì cái đó là cái cố gắng, mà cố gắng quá có được không? Cái đó là cố gắng quá rồi nó nhập nhằn là sinh não là lâu quá không được, cái luân sục. Cho nên phải bảo với chú tinh tế, mà không bảo là chưa phải nỗ lực quá như vậy. Tinh tấn bằng hành tĩnh, hành giác. Hành tĩnh giác nó phải là bỏng môi, không phải trợn mắt, phải không? Ví dụ như là tôi bảo với chú, coi chừng anh trộm nó vô nhà mình, bây giờ mấy chú ngồi phải sao? Chỉ nói chừng chừng, không thấy họ là không, thấy người ta, cái còn trợn mắt cái gì, bỏng môi nhìn, thì như vậy đó là chỉ trộm được quý đó, phải không? Đó là mình xéo mình nhẹ nhẹ vậy, nghĩa là không thấy chú rồi thôi, thấy gì lắm, đúng cái trầm tội nhưng mà sợ mắt bỏng môi chứ cái gì vậy. Đó là cái sợ rồi sinh não. Đây mấy câu này ráng nhớ. Các ông xuất gia như kẻ tội ra khỏi tám đường. Mấy ông xuất gia như kẻ tội ra khỏi tám đường vậy. Nên ít muốn biết đủ, chớ tham danh lợi ở đời, nhịn đói nhịn khát, ý cầu vô vi, được ở trong Phật pháp 10 phần sống 9 phần chết, chớ trái với Phật pháp nhổ đinh cắt sắt, chớ mang nhiều việc như lai, nên phải ít, mỗi người tự hiểu lấy, có việc thì lại gần đây, không việc hãy lui đi. Rồi mấy chú thấy nghĩa là người xuất gia như kẻ tội ra phải sám đường. Như vậy có bài kinh nào nói cái ý này không? Tứ thập như chưa học chưa? Có bài kinh nào tứ thập như chưa nói giống vậy không? Nói người bị ràng buộc thê tử, phải không? Nghe người ở trong sám đường có ngày được ra, phải không? Còn người bị trói buộc trong cái thê tử đó là không ngài được ra, phải không? Như vậy thì mình
thoát khỏi cái đó không phải là khỏi sống đường là gì. Mà ra khỏi sống đường là sao, muốn vô lại không? Sinh hoạt phải thật thà. Ra khỏi sống đường rồi, có ai có ý muốn vô sống lại không? Nếu ai mà ra khỏi rồi muốn vô lại thì thật làm đại, đại gì? Đại si. Chứ đại ngu, phải hiểu lòng là đại ngu. Đó là đại si mê. Mình được ra khỏi sống đường. Nhưng mà muốn muốn bình trở lại thì phải sao? Một là ít muốn nè, hai là biết đủ nè, ba là chết tham danh lợi nè, bốn là dám chịu những đói nè, năm là dám chịu những khác để cầu vô vi. Hãy được trong Phật Pháp, phải 10% chết thì chính Phật, phải chứ chết mấy phần. 10% thì chết thì chính Phật, còn mấy phần thôi. Thì như vậy nó mới gần với Phật Pháp. Bây giờ hả mới chưa chết được bao nhiêu phần. Bởi vậy nên rồi mới thấy chúng ta còn hời hợt quá. Không nhân, không chết phần nào hết. Phải sao? Bởi không chết cho nên thấy cái gì cũng biết, thấy cái gì cũng nhìn, thấy cái gì cũng tham, thấy gì cũng muốn. Nhưng ở đây thấy chết kết thúc tụi Nga nhưng cũng hơi đồng tròn. Nhưng ở đây mình thấy chúng ta thấy thông văn đẹp đẹp thì cũng trồng trò, thấm hoài, thấy gì cũng thấm hết. Rồi bất thành thấy cô nào đẹp đẹp cũng trồng trò, thấy sao? Thì vậy thì thấm hoài, không có chuyện chết gì hết. Bây giờ phải chết thì chiến bằng thì còn một phần thấm. Phần thấm là một phần để mà thở trong đạo hết. Còn mấy phần chuyện chết hết. Thì như vậy nó mới chung lên. Thật sự là dạy này quá thiết tha. Ráng mà nhớ. Còn Phật Pháp là chỉ phương tiện nhổ đinh cắt tóc thôi. Đó là dẹp những cái tóc ở với cái mắt của mình. Như vậy chớ mai nhiều việc như lai. Nên phải việc như lai việc gì? Rồi mới chưa tới chùa. Thầy nào than thôi lúc này Phật tử đa đoan. Phật tử đa đoan. Đó là nhiều việc như lai. Mang nhiều quá. Bây giờ phải ít đi chút. Mỗi giờ phải tự liễu lấy. Đó. Mỗi giờ phải tự liễu họ. Thì có việc bạn gần không việc thì lui. Thì như vậy cái lời giải này thật là thiết tha, ráng mà để trong lòng, đừng có quên rồi cái đời tu mình nó hời hợt. Khi trụ trì 30 năm tại Vân Kê, đạo trường khắp thiên hạ, chúng hiện có mặt đến 1500 vị, Nam Trung Nguyên con tư làm thầy, nguyện kính làm thầy đời đời. Ngày giờ nghe hiệu chuyên phục năm đầu, mùa thu chưa có chút ít bệnh, đến ngày 28 tháng Chạp thì chúng nó phát lệnh trót. Sau đó chưa từ biệt chúng đều thương mến, lưu lại đến ngày 3 tháng Giêng năm sau, chưa mãi bị giả, hôm nay ngày mấy, bị giả chưa 3, chưa bảo 30 năm sau chỉ nói là cái ấy, chưa ngồi ngay thẳng từ chúng tịch, cái ấy thôi không gì hết. Đó, như vậy thì hai vị. Mấy chú thấy có học qua mỗi vị rồi mình có kinh nghiệm thêm, phải không? Như vậy thì học dụng nhiều đúng. Thành nó càng học nó thấy càng thông, rồi mới thấy cái lời dạy của các tổ, mỗi vị đem hết cái tâm lực của mình, chỉ cho mình những cái kinh nghiệm tu hành. Bởi vậy nên cái người thời hạ cô thiện thì cứ được chút ít đủ lắm rồi, hay rồi. Thì đó là sao này uống nên phải cho không, phải nhập cho thấu rồi cái tu nó phải lòng anh nghĩ.